hai cả nhà cả nhà ơi hãy bắt đầu ngày mới cũng như là kết thúc một ngày rất nhiều mệt mỏi bằng những uh, câu chuyện ngôn tình thật là hay trên kênh Top Chuyện hay nghe mê say uh, do thu hà này uh, vị hy này và rất nhiều các mc khác diễn đọc và hy vọng rằng là mọi người sẽ luôn ủng hộ cho thu hà và các mc khác ở trên kênh Top Chuyện hay và không ngừng là nghe những câu chuyện hấp dẫn trong thời gian tới hôm nay thu hà tiếp tục đọc phần 5 của bộ truyện người vợ can đảm của tổng tư lệnh à, Ngay bây giờ Thu Hà xin phép được diễn đọc nhé Cô y tá thấy cô không nói Đến gần để xem Trên mặt báo to như thế Trên tấm ảnh chụp được bóng lưng Của một người đàn ông Và một người phụ nữ Bằng hiệu màu đỏ của hotel phía sau Loan một lớp ánh sáng Như màu cầu vồng Câu hỏi đưa ra trên tiết bài báo Vì lãnh đạo nào đó trắng trợn công khai Thương cảm dân sinh Đúng là yêu thương vợ trước Bản tin mặc dù không chỉ đích danh họ tên là Lâm Hạo Sơ, nhưng từng câu từng chữ vẫn là ngấm ngầm hại người. Còn đem đoạn đối thoại của phóng viên lúc hỏi Lâm Hạo Sơ, sau đột nhiên xuất hiện ở hiện trường công bố trên mặt báo. Thậm chí, nội dung còn bao quát toàn bộ quá trình yêu đương của Lâm Hạo Sơ và Giang Nhất Ninh. Và khoảng thời gian kết hôn cùng với thời gian ly hôn vân vân không phần lớn nhỏ. Hỷ lạc đờ đẫn mà nhìn trong ánh mắt chỉ thấy được mỗi hai chữ vợ trước. Tuy rằng trong bài báo không nêu tên người phụ nữ kia, thế nhưng bóng lưng ấy cô nhận ra. Đây chính là nguyên nhân Lâm Hạo Sơ vẫn không tiếp nhận sự điều trị của Giang Nhất Ninh. Còn có Giang Nhất Ninh còn nói, đợi người ấy quay đầu lại chính là Lâm Hạo Sơ. Hỉ là cứng người, ngây ngốc, ngồi một chỗ. Cô y tá hơi lo lắng, khẽ vỗ bờ vai của cô, Cô Lâm à, cô không sao chứ? Cô Lâm, hỉ lạc chậm nửa nhịp, quay đầu lại nhìn cô y tá, cười một cách khó khăn. À, không có việc gì. Cô xem báo, bất thình lình, cầm lấy tờ báo đứng lên. Cô y tá bị dọa nhảy dựng lên. Cô Lâm à, cô làm sao thế? Hỷ lạc nắm chặt tờ báo không nói gì. Cô hoảng loạn, chạy ra bên ngoài. Cô y tá ở phía sau gọi cô cô cũng không để ý. Đến dưới lầu khi chặn một chiếc xe mới phát hiện bản thân chạy ra quá cuống cuồng, ngay cả ví tiền cũng không mang theo. Cô ngại ngùng xuống xe. Một người mặc đồ bệnh nhân thẫn thờ lê bước trên phố vào ngày đông. Hừng lấy ánh mắt ngạc nhiên của người đi đường cũng không có một chút cảm giác. Cô doãn mở cửa, nhìn hỉ lạc bị đông cứng, lạnh run lên. Cậu vội vàng kéo cô vào nhà, mở lò sưởi chạy số lớn nhất. Tìm tấm chăn bông bao bọc cô kỹ lưỡng, đem ly sữa nóng cho cô. Em điên rồi có phải không? Ngày lạnh như thế mà em cứ đi ra ngoài. Bốn dĩ còn chưa khỏe lại, lại bị cóng đến bệnh thì phải làm sao? Môi hỉ lạc đều rách cóng đến trắng bệnh, vẫn run cầm cập. Cô tầm tờ báo đưa cho cô doãn. Ngày đó, người ấy là cô ấy sao? Cô Doãn nhận lấy tờ báo Thấy bản tin trên ấy cũng sửng sốt một hồi Sau đó trầm mặc hồi lâu Hỷ Lạc cũng không thúc giục cậu Ngồi im lặng Cô Doãn tâm tình nặng nề nhìn Hỷ Lạc Hơn nửa ngày mới nói Anh ta Vẫn chưa nói gì cho em sao Tay Hỷ Lạc cầm lấy Cái ly xuân rẩy một hồi ngẩng đầu lên nhìn cố Doãn Anh cũng biết rồi sao Cô cười đau khổ Tất cả mọi người đều biết chỉ có một mình cô Biết đâu anh ấy chưa đúng lúc mới không nói cho em Cô dõn buồn bực cào cào tóc Lúc đó bọn họ cũng chỉ là lãnh cái giấy kết hôn thôi Cái gì cũng chưa có liền ly hôn ngay mà Việc bên trong khẳng định có cái gì chúng ta không biết được Em chờ anh ta tự mình giải thích với em rồi hãng nói Đừng để bản thân mình đi vào chỗ bê tắc thì là cơ thể còn đang run run Hàm răng cũng run lên Cô Doãn xem bộ dáng của cô có chút lo lắng Em ra ngoài Anh ta có biết không? Có đen di động không? Nếu không Anh gọi điện cho anh ta đi Hỷ lạc lập tức ngẩng đầu cắt ngang cậu Đừng Bây giờ em không muốn thấy anh ấy Cô Doãn ngậm miệng không nói thêm gì nữa Lâm hảo sơ xoa bóp cái chán đang đau lâm dâm Thư ký Ngô đứng trước bàn làm việc sắc mặt nghiêm trọng. Tôi đã ủy thác toàn kiện toàn quyền giải quyết kiện toàn soạn thư này rồi. Nhưng mà bây giờ khá phiền phức, chính là cấp trên rất xem trọng ảnh hưởng chuyện này. Ngoại trừ những người phía trên, ủy ban kỷ luật phòng trừng sẽ lập tức tìm anh nói chuyện. Tôi biết rồi. Lâm Mạo Sơ tư tưởng không tập trung mà trả lời, sau đó lại liếc mắt vào di động đang nắm trong tay. Anh đứng dậy mặc áo khoác, tôi đi ra ngoài một lát thư ký ngô đi theo phía sau anh lúc này bên ngoài đều là ký giả anh hay là đừng nên đi ra thì tốt hơn bước chân của lâm hạo sơ dừng lại xoay người chìa một tay đưa chìa khóa xe anh cho tôi thư ký ngô biết cố chấp của anh cũng không khuyên anh nữa lấy chìa khóa xe đưa cho anh bởi vì là xe của thư ký ngô lâm hạo sơ rất thuận lợi lừa gạt đám ký giả đứng chờ trước cổng chính tòa thị chính. Đến bệnh viện, đẩy cửa ra, chỉ thấy phòng bệnh trống rỗng. Di động của Hỷ Lạc thì để trên bàn, thảo nào gọi lâu như vậy chẳng có ai bắt máy. Anh tiện tay chặn lại một y tá. Này cô, bệnh nhân ở phòng này đâu rồi? Y tá đương nhiên nhận ra Lâm Hạo Sơ. Cô nhỏ giọng nói. Dạ, cô Lâm sáng nay đột nhiên rời khỏi. Rất vội vội vàng vàng, cũng không biết đi đâu nữa ạ. Lâm Hạo Sơn ngồi trên sofa trong phòng bệnh, thấy túi sách và quần áo của Hỷ Lạc đều còn trong phòng bệnh. Cái gì cô cũng không đem, liền như thế chạy ra ngoài sao? Bước chân anh hơi rối loạn, suy nghĩ một hồi rồi gọi điện thoại cho Tần Vĩ Thâm. Tần Vĩ Thâm bắt đầu hàn huyên vài câu, sau đó nói rằng Hỷ Lạc hở, dạo này sao không thấy nó trở về? Con bé vô tình vô nghĩa này, thực sự là nuôi uổng công rồi. Lâm Hạo Sơ vừa nghe lời này chỉ biết Hỷ Lạc chưa quay về Tần Gia. Hơn nữa, Tần Vĩ Thâm có thể vẫn chưa đọc báo. Nếu như xem rồi, nghĩ đến cục diện dối rắm tiếp theo, anh càng thấy bực bội. Nói qua loa vài câu thì ngắt điện thoại. Suy nghĩ một lát rồi cầm di động của Hỷ Lạc, ấn số di động cố doãn. Cố doãn nhìn dãy số không ngừng nhấp nháy trên màn hình di động. Sợ đánh thức Hỷ Lạc, vội vã đi đến ban công. Sau khi tiếp điện thoại Chỉ nói địa chỉ thì cúp máy Đứng ở ban công nhìn phía chân trời mù mịt Cậu lặng lặng châm thuốc Quy định như vậy Suốt cuộc là đúng hay là sai Cậu cũng không biết nữa Chỉ là cái nút thắt trong lòng hỉ lạc Cậu không tháo ra được Chỉ có thể chờ người ấy của cô Lâm Hạo Sơ Anh là người mà hỉ lạc yêu quý phải không Nhìn vạn lần Đừng làm tôi thất vọng Lâm Hạo Sơ đến rất nhanh Cố Doãn đoán anh nhất định là phóng xe như gió bão mà đến. Khi anh vào cửa đều giống như mang theo cả khí lạnh vào. Cố Doãn chỉ hướng phòng ngủ. Lâm Hạo Sơ lặng lẽ đẩy cửa phòng ngủ đang khép hờ. Thân thể mảnh khảnh của hỷ lạc trong tấm chăn chỉ lộ ra một mái tóc đen. Lâm Hạo Sơ ngồi ở đó, trái tim đang treo lơ lửng cuối cùng cũng được đặt xuống. Ngay giờ phút này, anh mới biết được, thì ra trên thế giới này thật sự có chuyện khiến anh sợ hãi. Hỷ lạc ngủ thật lâu, mở mắt ra thì sắc trời đã tối sầm. Trong phòng ngủ chỉ có ánh sáng màu cam của cây đèn nhỏ. Cô thấy Lâm Hạo Sơ ngồi cạnh giường, nhìn chằm chằm vào cô. Cảm giác giống như cảnh trong mơ không có thật. Cái loại cảm giác vừa thật vừa giả, cực kỳ giống tình cảm của Lâm Hạo Sơ. Hỷ lạc bỗng nhiên nở nụ cười, trong giọng nói của cô vẫn còn chút ủ rũ chưa tỉnh ngủ anh đến rồi ư lâm hạo sơ chỉ nhìn cô còn chưa kịp nói thì hỉ lạc lại tiếp tục lâm hạo sơ có thể nói cho em biết tại sao anh kết hôn với em không cho đến bây giờ cô dường như đã không còn gì để trốn tránh nữa với anh có rất nhiều rất nhiều vấn đề vẫn che giấu tâm tư của mình cho rằng chỉ cần nỗ lực là có thể gặt hái được tình yêu mà nay yêu đến một chút sức lực cũng không có yêu đến bước chân miếng băng mỏng phải cẩn thận nhưng vẫn bị thương lâm hạo sơ trầm lặng lâu thật là lâu trong đáy lòng của anh có một nhận thức rõ ràng nói thật e là sẽ thực sự mất đi cô ấy bởi vì tư niên chỉ là bốn chữ đơn giản nhưng khi nói được anh giống như mất đi phần lớn khí lực tay hỉ lạc giấu ở trong chăn siết chặt vạt áo bệnh không còn vết tích nụ cười trên gương mặt cô Quả nhiên là như vậy. Khi ngẩng đầu lên nhìn Lâm Hạo Sơ lần nữa, trên mặt là nụ cười nhàn nhạt. Cảm ơn anh đã lấy em. Lâm Hạo Sơ từ trước đến giờ chưa từng thử qua một lần khi đối diện với một người mà không nói nên lời như lúc này. Đối với cuộc hôn nhân không có tình yêu, bất luận là bắt đầu hay kết thúc. Anh từ trước đến nay không nghĩ tới việc cho ai một lời giải thích. Ngay từ đầu cùng với Hỷ Lạc kết hôn quả là không nghĩ đến có một ngày cần phải nhắc đến với cô. Những việc anh đã trải qua, những thứ anh gặp phải đã biến anh trở thành một kẻ ích kỷ, một kẻ trời sinh lạnh bạc. Đợi đến khi thật sự phát hiện nên cho cô một lời giải thích rõ ràng. Nhưng một lần nữa, vấn đề càng thêm phức tạp. Hỷ lạc chống người ngồi dậy, cầm lấy áo khoác màu nâu nhạt của cố Doãn, mặc vào. Chúng ta về nhà đi không muốn ở trong bệnh viện nữa. bây giờ cả người em toàn mùi thuốc khử trùng. lâm hạ sơn ngồi xổm cạnh giường, hai tay nắm chặt những ngón tay cô, nhẹ nhàng vuốt ve chiếc nhẫn cưới. anh và cô ấy đăng ký kết hôn ở anh quốc, kết hôn chưa được nửa năm thì đã ly hôn. bọn anh không ở cùng nhau, chỉ là một hình thức thôi. anh không yêu cô ấy. anh không giỏi giải thích, giải thích cũng rất không lưu loát. Lời nói ra chính bản thân anh cũng không biết rốt cuộc có đem những thứ mấu chốt Nói cho rõ ràng hay không Nước mắt của Hỷ Lạc Cứ như thế Không hề báo trước rơi trên mu bàn tay anh Cô chùi qua loa Liền tét miệng cười Ánh đèn trói mắt quá Vừa mới tức dậy mà Đã trói sót cả lên Lâm Bảo Sơ thấy cô như vậy Trong lòng càng ảo não Hỷ Lạc trước mắt có phải là tần Hỷ Lạc khi anh vừa mới quen. Cho dù trời có sập xuống cũng sẽ mỉm cười đối mặt hay không. Kết hôn với mình chưa đến một năm. Bản thân đã làm cái gì dồn ép cô ấy đến tình trạng như thế này? Anh giúp cô lau nước mắt, âm thanh nhỏ nhẹ. Đừng khóc. Hỉ là khóc càng dữ dội hơn, vùi vào vai anh nức nở. Khi Lâm Hảo Sơ dẫn cô rời khỏi, cô Doãn thấy hốc mắt cô sưng đỏ cái gì cũng không nói. Cho đến khi về nhà, Hỷ Lạc vẫn rất im lặng. Lâm Hạo Sơ cảm thấy bản thân lúc này giống như một người chờ đợi khối Rubik hoàn thành. Sau khi hoàn thành, rốt cuộc hình dạng sẽ ra sao? Anh không đoán được một chút nào hết. Hiệu ứng mà bài báo đem lại trước hết chính là phải có lời giải thích cho Tần Vĩ Thâm và Trung Tinh. Hỷ Lạc ngồi ở phòng khách, không biết Lâm Hạo Sơ ở trong phòng cùng Tần Vĩ Thâm. Trung tình thảo luận cái gì? Đối với cuộc hôn nhân đó, Lâm Hạo Sơ cho cô lời giải thích rất Lâm Hạo Sơ. Chỉ đơn giản nói hai câu cho cô mà anh ấy cho rằng là điểm mấu chốt. Anh và cô ấy không ở cùng nhau, anh cũng không yêu cô ấy. Mấy ngày nay, Hỷ Lạc suy nghĩ thật lâu. Vì sao hai câu nói này luôn cảm thấy cũng rất thích hợp với bản thân cô? Cô lại nghĩ, lúc đó Giang Nhất Ninh có phải cùng từng giống như mình trải qua tuyệt vọng như vậy hay sao? Lâm Hạo Sơ bị ủy ban kỷ luật đến gặp, nói qua vài lần. Hỷ Lạc cũng phối hợp với Lâm Hạo Sơ có mặt trước công chúng rất nhiều. Khi gặp phải ký giả, cô cũng có thể bình thản đối mặt, nói ra những lời thoại của một người vợ thương nhân thường xuyên thấy trong bản tin. Tôi tin tưởng ông xã tôi. Tôi và anh ấy rất yêu nhau nói xong lời cuối cùng hỉ lạc nghĩ những lời này là thật lòng khi giang nhất ninh tìm gặp hỉ lạc cô không bất ngờ chút nào hai người ngồi trong quán cà phê nhìn người phụ nữ trang điểm tinh tế trước mặt tâm tình hỉ lạc có chút khác lạ tôi nghĩ anh ấy không giỏi giải thích nên tôi nói thì hay hơn giang nhất ninh nhìn hỉ lạc chỉ là một tháng không gặp hỉ lạc rõ ràng so với trước đây gầy rất nhiều cảm cũng bắt đầu trở nên hơi nhọn Hì là cười cười. Chị trái lại rất hiểu rõ anh ấy. Giang Nhất Ninh không để ý thái độ thù địch nhỏ bé của cô. Tôi trước giờ là bạn học của anh ấy. Từ khi bắt đầu cấp 2, tôi đã chú ý đến anh ấy rồi. Anh ấy trước đây không phải như bây giờ. Giang Nhất Ninh cười cười, nụ cười kia như là kim châm vào mắt hỉ Lạc. Anh ấy khi đó rất tỏa sáng rất rộng rãi. Anh ấy xuất chúng bao nhiêu, cô chắc hẳn có thể đoán được. Tôi chỉ có thể lặng lẽ quan sát anh ấy. Có thể thu hút sự chú ý của anh ấy là bởi vì tôi thường xuyên đi thư viện cùng với anh ấy mượn một quyển sách giống nhau. Dần dần anh ấy bắt đầu biết có một người tên là Giang Nhất Ninh. Hỷ Lạc âm thầm cười cười. Mình thật đúng là đần độn. Thì ra, người nhớ kỹ những chuyện này chẳng phải chỉ có một mình Giang Nhất Ninh mối quan hệ giữa chúng tôi cứ dậm chân tại chỗ. Trong tình cảm anh ấy rất bị động, cũng rất lạnh nhạt. Đối với việc chủ động bày tỏ với cô gái, mãi mãi cứ không xa không gần, khoảng cách rất vừa vặn. Tôi cho rằng tôi không giống như thế. Cuối cùng vẫn là bị cự tuyệt. Lên đại học, anh ấy vào trường quân đội. Tôi bị người nhà sắp đặt đi nước ngoài. Một lúc đầu không có bất cứ chuyện gì xảy ra. Nhưng 7 năm trước, khi chân anh ấy bị thương, biết được chuyện anh ấy ở anh quốc điều trị tôi từ canada bay đi anh quốc vẫn chăm sóc anh ấy vẫn ở lại đó hơn nửa năm khi ba anh ấy đến thăm anh ấy ba tôi và bác lâm cũng âm thầm đề cập qua việc này cả nhà gây ra một số áp lực cho anh hơn nữa vào đúng lúc đó anh ấy chính là bị cha mẹ ruột gây tổn thương nghiêm trọng nhất rất cần một phần tình thân cho nên sự xuất hiện của tôi chỉ là sự lựa chọn trùng hợp Giang Nhất Ninh nhìn về phía Hỷ Lạc Hỷ Lạc không có biểu hiện gì nhiều Chỉ là im lặng mà nghe Rõ ràng vai nam chính trong câu chuyện này là chồng mình Nhưng dường như hoàn toàn không có quan hệ gì với mình cả Của cô nhân này vốn dĩ chỉ là mình tôi mơ tưởng Cho nên sau khi đăng ký Sự lạnh nhạt của anh ấy là việc mà tôi có thể đoán trước được Chúng tôi không có sống chung với nhau Sau đó anh ấy về nước tôi ở lại Canada tiếp tục hoàn tất chương trình học. Hai nơi khác biệt lại thêm tính cách của Lâm Hạo Sơ. Đi tới việc chia tay là kết quả tất yếu. Lúc tôi chọn lựa, nhưng lại chọn sai người. Cô cười tự diễu chính mình. Ly hôn là tôi đề nghị, cho nên anh ấy có thể sẽ có một chút cảm giác ái náy đối với tôi. Nhưng lần này là do xuất phát từ việc ái náy nên mới ra tay giúp tôi sau đó giang nhất ninh còn nói rất nhiều hỉ lạc đều im lặng mà nghe loại tiếp mục này cô chợt phát hiện mình có thể sắm vai chính chuyên một thính giả lắng nghe chuyên chú sau khi giang nhất ninh đi một mình hỉ lạc ngồi thật lâu cô lấy di động soạn một tin nhắn gửi cho giang nhất ninh sau cùng đứng dậy rời khỏi tất cả mọi chuyện đều như bụi bạm cuốn trôi đi hình như cô cũng nên tự cho mình một lời giải thích Cả đêm Hỷ Lạc rất chủ động Vẫn quấn quyết lấy Lâm Hạo Sơ Sảy thai đã qua 40 ngày Lâm Hạo Sơ rất cẩn thận Sợ làm đau cô Nhưng Hỷ Lạc rất làm càn Mỗi một động tác Đều hầu như khiến anh điên cuồng Mái tóc dài đen nhánh Xóa toán loạn trên lưng Áo sen màu đen Và những sợi tóc vướng vào nhau Trong màn đêm u ám Lâm Hạo Sơ chỉ cảm nhận được chất lỏng lành lạnh ở trên người cô. Rốt cuộc là mồ hôi hay là nước mắt anh không biết. Có lẽ cả hai đều có. Nguyên một đêm, không biết đã làm bao nhiêu lần. Đến tảng sáng, Hỷ Lạc đưa lưng về phía anh, cuộn trong lòng anh. Phía sau là vòng ngực rắn chắc của anh bao lấy tấm lưng mảnh khảnh của cô. Trong phòng rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy hơi thở của hai người hai người im lặng mở mắt nhìn bầu trời ngoài cửa sổ từng chút từng chút sáng lên lâm hạo sơ buông em đi khi hỉ lạc thấy tiên nắng đầu tiên xiên xẹo xuyên qua chiếu vào giường khẽ nói với lâm hạo sơ hơi thở lâm hạo sơ vả vào sau lưng của cô bàn tay bên hông cô vuốt ve ừ một lần sau cùng toàn bộ dục vọng lâm hạo sơ đều trào dâng trong cơ thể cô Hỉ Lạc ôm anh, nhắm mắt lại, khóe môi cong lên, nhưng hàng mi lại run rẩy không ngừng, từ từ chảy ra một giọt nước mắt. Lâm Hạo Sơ, tình yêu của một người, anh khiến em làm sao thiên trường địa cửu. Lâm Hạo Sơ phủ trên người cô, một tay chống đỡ, tay kia luồn qua mái tóc cô, bên tai cô khẽ nói, "Sau này phải vui vẻ nhé." Khi Hỉ Lạc thiếp đi, Lâm Hạo Sơ nhìn toàn bộ phòng ngủ trở nên vàng óng ánh. Ở nơi cô không thấy được là khuôn mặt bi thương của anh. Hỷ là kỳ thực anh luyến tiếc. Luyến tiếc em, không nỡ buông tay, không nỡ nhìn em cách anh ngày càng xa. Anh nhẹ nhàng hôn sợi tóc cô. Thế nhưng anh như thế này làm sao có thể cho em một tình yêu tốt nhất? Hai người có lẽ là yêu nhau nhưng không gặp nhau vào đúng thời điểm đi ngang qua nhau trên một vòng trái đất này người đi bên phải người hướng bên trái mà đi biết đâu một ngày nào đó sẽ còn có thể gặp lại nhau khi gặp nhau đó sẽ là một cuộc gặp gỡ đúng lúc nhất chứ ngày hỉ lạc rời khỏi là ngày trời đầy mây trên bầu trời mờ tối ánh nắng sẽ thi thoảng từ trong những đám mây vẩy vài tia nắng khiến người ta không phân biệt rõ là hôm nay rốt cuộc trời đầy mây hay chỉ là mây đen tan hết thì trời sẽ trong xanh. Lâm Hạo Sơ ngồi trên ghế ra trước cửa sổ sắt đất, nhìn một đám mây lớn bay đến chạm vào một đám mây khác, dần dần bị làn sương mù nuốt chửng. Trên bàn là từ đơn thỏa thuận ly hôn đã được một bên ký. Tần Hỷ Lạc ba chữ viết rất lưu loát, Nét chữ sạch sẽ gọn gàng, dường như chứng tỏ rằng khi rời khỏi người ký tên đã không có một chút lưu luyến. Thư ký ngô nhìn đồng hồ, lại nhìn anh không có một chút động tĩnh. Cẩn thận nhắc nhở một câu. Chuyến bay 11 giờ, nếu như anh chạy nhanh thì vẫn còn kịp. Tôi nghĩ cô ấy nhất định đang đợi anh. Lâm Hạo Sơ vẫn không có một động thái nào. Anh cũng không phải là không biết hỉ lạc đang đợi anh. Anh so với ai khác đều muốn giữ cô lại thế nhưng anh hiện giờ một thân bất kham làm sao giữ chân cô giữ cô chỉ lại một lần nữa dẫm lên vết xe đổ anh im lặng ngồi đó không biết qua bao lâu thấy một chiếc máy bay bay ngang qua tầm mây rốt cuộc chiếc máy bay đó có bay đi pháp không anh không biết cô ấy ngồi ở đâu giờ khác này anh mới biết được từ nay về sau họ thực sự gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt Lâm Hạo Sơ đột nhiên đứng dậy, động tác nhanh đến nỗi, lúc đi ngang qua thư ký ngô thì anh chỉ cảm thấy một luồng gió lạnh phớt qua. Khi Lâm Hạo Sơ chạy đến sân bay, thấy Hỷ Lạc và Tần Vĩ Thâm, Trung Tinh đang nói chuyện. Những người trong cố gia cũng ở đó. Hỷ Lạc mặc chiếc áo da màu nâu, bên trong là chiếc áo len cổ chữ V. Tóc đuôi ngựa cao cao, lộ ra chiếc cổ mảnh khảnh. Một chiếc kính mát sai lớn, che khuất phần lớn khuôn mặt nhỏ nhắn, lúc lâm hạo sơ đến gần không thấy rõ nét mặt của cô đôi mắt giấu đằng sau chiếc kính lúc này có phải hóc mắt đang đỏ hay không trái tim anh theo mỗi bước chân đến gần cô đập càng lúc càng mãnh liệt cách cô chỉ còn vài bước nhưng tựa như đã qua một thế kỷ hỷ lạc mang một đôi bốt màu đen cho nên đứng trước anh thấp hơn anh khoảng một cái đầu lâm hạo sơ cúi đầu nhìn cô hai người trong nhất thời cũng không biết nói cái gì Sân bay vang lên tiếng phát thanh thúc giục đăng ký. Lâm Hạo Sơ ôm lấy cô, siết chặt trong lòng, nói nhỏ bên tai cô. Chờ anh. Hỷ Lạc vẫn là không có cách nào đè nén nước mắt rơi đầy trên mặt. Cô ngẩng đầu hung hăng cắn môi Lâm Hạo Sơ một cái. Lâm Hạo Sơ nước mắt cả đời này của em đều khác tên anh. Anh làm sao trả lại cho em? Đến Paris, khoảng thời gian đầu Hỷ Lạc rất khó hòa nhập với cái vòng lẩn quẩn này ngôn ngữ bất đồng, giấc ngủ cũng không tốt, luôn luôn mơ thấy ác mộng. Chưa từng trải qua cuộc sống một mình, cô là lần đầu tiên học tập độc lập. Một mình thuê nhà trọ ở gần trường học, suy nhược thần kinh vô cùng khủng khiếp. Nửa đêm tỉnh lại, luôn một mình cắn ngón tay mà khóc thút thiết. Sau nửa năm vật vờ rốt cuộc cũng dần dần bắt đầu thích ứng với cuộc sống nước ngoài. Làm quen được nhiều bạn mới, nỗ lực vượt qua cuộc sống của một cô gái 23 tuổi. Paris quả nhiên là một thành phố thời thượng. Ở đây cô tham dự tuần lễ thời trang Paris. Đi xem tác phẩm của kiến trúc sư hàng đầu, hoàn toàn chìm đắm trong thế giới yêu thích của mình. Cô tích cực tham gia các loại hoạt động và thi đấu. Qua những lần thi đấu dần dần hình thành nên sự tự tin, Tần Hỷ Lạc xuất cục trong đám sinh viên hồ đồ có chút danh tiếng nho nhỏ. Trên gương mặt cô bắt đầu có nụ cười. Có chàng Tây đẹp trai ngỏ lời thương cô, Hỷ Lạc mỉm cười từ chối. Cho dù rời khỏi, cho dù muốn bắt đầu cuộc sống mới, thế nhưng vẫn không có cách nào lập tức mở rộng cửa lòng. Khi gọi điện thoại cho Tần Vĩ Thâm, Trung Tinh, họ đều sẽ biết điều tránh loại đề tài nhạy cảm này. Cố Doãn cũng đến thăm cô vài lần, cứ thế hình như không có chuyện gì xảy ra. Hiện trạng của người ấy, cô không thể nào biết được. Khi đó ở sân bay, anh kề bên tai cô nói hai chữ, giống như lời nguyền khát khao trói lấy cô. Có lúc, Hỷ Lạc sẽ nghĩ, có phải ảo giác hay không? Hay là ngày đó, anh không có nói gì hết? Nếu như là thật, vì sao gần một năm rồi, tin tức gì của anh cũng không có? Dường như trong thế giới của cô, thật sự chưa từng xuất hiện một người đàn ông tên là Lâm Hảo Sơ. Có lúc, Hỷ Lạc sẽ vụng trộm cười chính mình. Chẳng lẽ còn có thể chờ đợi sao? lâm hạo sơ bạc tình lạnh nhạt cô tìm tất cả khí lực đều không thể dung hòa anh rời đi chỉ là buông chính mình buông tha anh ấy mà thôi sau khi nghĩ thông suốt cô liền thấy khuây khỏa lòng đột nhiên cũng nhẹ nhõm hơn nhiều cuộc sống không có chờ đợi có thể mỗi ngày tự mình đi tạo nên một kỳ tích thuộc về chính mình không cần chờ người khác tới ban ơn cho bạn đây mới là cô mới là tần hỉ lạc đích thực tay lâm hạo sơ khẽ vuốt ve khuôn mặt tươi cười của cô trong tấm ảnh khóe miệng cũng vẽ lên một độ cong mờ nhạt cô như thế này mới là cô lúc ban đầu mỗi tuần đều có tin tức mới nhất của hỷ lạc gửi qua email ảnh chụp của cô đã ngập tràn nhồi nhét trong ngăn kéo bàn làm việc của anh duyên hỷ lạc với người khác phái vẫn đều tốt lâm hạo sơ trước đây cho tới bây giờ chưa hề để ý cho đến khi thực sự hai người gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt Bỗng nhiên giống như cậu nhóc lo được lo mất, mỗi lần thấy bên cạnh cô xuất hiện chàng trai trẻ tuổi, anh đều sẽ khẩn trương một hồi. Sau đó bệnh tình cũng tùy lúc tốt lúc không. Lâm Hạo Sơ đã thay bác sĩ tâm lý mới tên là John, là đàn anh của Giang Nhất Ninh, mới từ Canada về nước. Nghe đầu, diễn thuyết rất nhiều bài nghiên cứu tâm lý học, nhất là nhân cách phân liệt. Vấn đề này ông ấy từng có trường hợp thành công. Lâm Hạo Sơ rất phối hợp điều trị khi đối mặt với Diệp Hồng và Hà Vịnh Thanh thì cũng có thể thản nhiên đối mặt. Diệp Hồng cũng dáng tránh những cử chỉ yêu thương quá mức với Lâm Hạo Ngôn khi ở trước mặt Lâm Hạo Sơ. Khi Lâm Hạo Sơ thỉnh thoảng, cảm giác khống chế không được thì dựa vào thuốc khiến mình tỉnh táo lại. Mối quan hệ với Diệp Hồng so với trước đây thân mật hơn một tí. Hay là bởi vì chính Diệp Hồng đã xóa bỏ cái bóng của Hà Vịnh Thanh Trung quy, Hà Vĩnh Thanh vẫn tìm được loại cơ hội xuất hiện bên cạnh Lâm Hạo Sơ. Lâm Hạo Sơ không có biện pháp, lập tức tiếp nhận họ. Thế nhưng, theo cách nói của John chính là thà trốn tránh không bằng thản nhiên đối mặt, không ép buộc chính mình, thuận theo tự nhiên. Nghĩ như thế, anh quả thực thả lòng rất nhiều. Quá khứ, 33 năm gánh chịu rất nhiều áp lực, cho nên sau này anh muốn được sống thoải mái hơn. Nguyên nhân mà anh tích cực điều trị như thế chỉ có một. Ngày đó ở sân bay, anh bên tai Hỷ Lạc nói hai chữ, chờ anh. Thứ anh muốn cho Hỷ Lạc là một người khỏe mạnh, hoàn toàn có thể mang lại hạnh phúc cho cô, có thể bảo vệ cô. Không phải Lâm Hạo Sơ trước đây chỉ biết luôn gây thương tổn cho cô. Chỉ có Lâm Hạo Sơ như vậy mới có tư cách giữ cô lại. Cho nên khi cô bỏ đi Anh chỉ có thể lựa chọn để cô đi Hai chữ hứa hẹn Quá trình anh thực hiện cũng rất dài đăng đẳng Lại một mùa hè trôi qua Hỷ Lạc đã 24 tuổi Cuộc sống của cô càng ngày càng phong phú Thỉnh thoảng ngắm cây ngô đồng Sẽ ngẩn ngơ Cây ngô đồng ở thành phố ấy cũng giống như ở đây Có ánh nắng ấm áp xuyên qua lá cây Chiếu vào mặt ở thành phố ấy sẽ có anh đứng dưới tảng cây, tựa vào sườn xe thúc giục cô chậm chạp. Sau đó cao mày giúp cô gài dây an toàn. Hỉ lạc đứng dưới tán cây ngô đồng, hít mắt nhìn quang sáng ánh mặt trời. Một bàn tay nhẹ nhàng phủ lên trán cô chặn lại ánh sáng chói mắt. Trên ngón áp út ấy là một chiếc nhẫn quen thuộc phản xạ ánh sáng chói mắt. Tim hỉ lạc đập thình thịch, chậm rãi xoay người. Hai năm không gặp. Lâm Hạo Sơ vẫn là bộ dáng đẹp đẽ, giống như đêm đó, đột nhiên xuất hiện trước mặt cô. Anh mặc áo sơ mi trắng, không có đeo cà vạt. Cổ áo mở ra, áo khoác vắt lên cánh tay. Trên mặt vẫn là nụ cười mê người đáng ghét đó. Mắt hỉ lạc vẫn chưa thích ứng được ánh sáng sói lòa. Thấy mặt anh hơi mơ hồ, tất cả đều rất không rõ ràng. Lâm Hạo Sơ thấy hỉ lạc đang ngẩn ngơ, ánh mắt cô hình như vẫn chưa tập trung. Đôi mắt mơ màng ấy khiến anh cũng có chút lung lay. Tay của Lâm Hạo Sơ đột nhiên giữ gáy cô, quý người hôn cô. Mãi đến khi anh đã tiến quân thần tốc cậy mở khớp hàm cô thì Hỷ Lạc mới khôi phục lại tinh thần. Cô hơi bực tức, khớp hàm dùng một ít lực liền cảm nhận được mùi vị dỉ sát tràn ngập trong miệng. Lâm Hạo Sơ buông cô ra, sờ sờ khóe môi, nhưng trên mặt lại cười đến giảo hoạt. Hoàn hôn rồi à? Hỷ lạc hơi xấu hổ, trừng mắt liếc anh, ôm sách đi đến cổng trường. Về mặt lạnh lùng. Anh Lâm, xin tôn trọng một chút. Loại hành vi hiện giờ của anh theo pháp luật gọi là quấy rối tình dục, đùa giỡn lâu manh. Lâm Hạo Sơ đi phía sau cô, bộ dạng tâm tình thật tốt. Ừ, thì ra ở Pháp, hôn vợ của mình cũng là một loại quấy rối tình dục. Sao anh chưa nghe nói bao giờ? Hỷ lạc dừng chân lại, cắn răng căm hận mà nói lâm hạo sơ anh làm bộ mất trí nhớ cái gì chúng ta ly hôn rồi lâm hạo sơ bĩu môi nhẹ giọng chấn an cô đừng kích động Hỷ lạc xoay người mặt đen gì tiếp tục đi ra ngoài thấy lâm hạo sơ vẫn theo mình cô tức giận mà nói anh theo em làm cái gì nên đi đâu thì đi đi tâm tình của lâm hạo sơ thật tốt mà cười anh là cố ý đến thăm em mà vừa mới xuống máy bay liền đến đây Em không phải như này đối với chồng trước của em sao? Hỷ lạc trận trắng con mắt. Lâm Hảo Sơ từ lúc nào mà lột xác một cách hoàn mỹ như thế, biến thành một tên vô lại. Hai năm không gặp biến hóa thế này cũng quá thể đi. Cô bước nhanh hơn. Đã nói là chồng trước rồi, còn đến đây thăm em làm gì? Lâm Hạo Sơ cũng nhắm mắt theo đuôi đi theo cô. Âm thanh rất thong song mà nhẹ nhàng bay tới. Anh là đến đưa thiệp mời. Hy lạc sừng sốt một hồi, Động tác dần dần chậm lại Thiệp mời gì? Thiệp mời kết hôn Lâm Hạo Sơ híp mắt quan sát cô Tay hỉ lạc ôm sách siết chặt vào cuốn sách Ồ Chạy một quãng thật xa như vậy để đưa thiệp Anh Lâm Anh thật đúng là có lòng rồi Gọi một cuộc điện thoại có phải tốt hơn không? Lâm Hạo Sơ nhíu mày Đích thân đưa thiệp cho Thấy anh khá coi trọng em Khóe miệng của Hỷ Lạc co giật, cố nén sự kích động, muốn đem toàn bộ sách trong tay mà ném vào mặt anh. Cô xoay người đối diện anh chìa một tay. Đưa đây đi. Lâm Hạo Sơ lấy một tấm thiệp cưới màu đỏ tươi lộng lẫy đưa cho Hỷ Lạc. Hỷ Lạc xem cũng không thèm xem, liền nhét vào trong trang sách. Cô vén tóc. Được rồi, em đã lấy rồi. Anh có thể xéo được rồi. Lâm Hạo Sơ cong cong khóe môi cố nén cười không mở ra xem sao Có thể cho một chút ý kiến thiết kế Hỷ lạc tức giận khịt mũi Ngại quá Em học chính là thiết kế thời trang Sau đó cô liếc mắt Thấy chiếc nhẫn ấy trên tay anh Anh phá sản hả Lâm hạo sơ có chút bất ngờ hiếm thấy Có ý gì Không phá sản Sao lại đeo nhẫn kết hôn trước đây vậy Hay là vợ của anh không để bụng Lâm hạo sơ hiểu ý anh xoay xoay chiếc nhẫn một cách chậm chạp anh vẫn thích kiểu dáng này hơn vợ của anh chắc là không ngại đâu Hỷ lạc nhắm tịp mắt dần xuống cơn giận đang bừng bừng mọc lên lâm hậu sơ tên vô lại này càng ngày càng vô lại rồi cuối không ngại nhưng tôi để bụng nha tôi bà nó không để bụng không được bây giờ cô nhìn anh cười thấy thế này cũng có cái loại chán ghét Hỷ lạc thở một hơi từ hàm răng rít ra một câu Vợ anh thực sự là một cực phẩm Lâm Hạo Sơ suy nghĩ một chút Châm lửa phụ họa cô Là có tí cực phẩm Cô ấy có đôi khi ở đây Không quá nhanh nhạy Anh dùng ngón trỏ chỉ chỉ cái đầu hỉ lạc Còn đặc biệt có thâm ý thêm một câu Chẳng hạn như hiện giờ Hỷ lạc rất chậm hiểu Tiếp tục bùng nổ cả vũ trụ bé nhỏ Tự động ngăn chặn sau câu nói của anh Thì ra anh thích dạng này nha Khẩu vị thực sự khác thường Lâm Hạo Sơ thở dài, thật muốn nghiêm khắc lắc tình cái não ngu ngốc của người nào đó. Tần Hỷ Lạc, em thực sự không mở ra xem thử sao? Hỷ Lạc chẳng muốn lại trợn mắt nữa. Chả xem. Thấy tên anh, mắt em sẽ co giật. Lâm Hạo Sơ đầu đầy vạch đen, thế nhưng tâm tình tốt như cũ mà dụ dỗ khuyên bảo. Ở Trung Quốc, trùng hôn là vi phạm pháp luật đấy. Khi Hỷ Lạc còn muốn khinh bỉ anh thêm vài câu, có một người đàn ông trong âu phục đen tiến lại gần, thấp giọng nói gì đó với anh. Lâm Hạo Sơ hình như nhíu mày hạ mi, anh suy nghĩ một hồi rồi đi đến trước mặt Hỷ Lạc. Anh có chút việc gấp, nhất định phải lập tức đi xử lý. Em... Anh suy nghĩ một hồi, hẳn là không có gì để nói, tạm biệt. Hỷ Lạc được mặt ra, tình huống quái gì đây? Mới vừa nãy, còn bộ dạng IQ cao của Lưu Manh không hơn không kém, bây giờ lại bắt đầu bắt chước nam chính trong tiểu thuyết Quỳnh Giao. Cái dạng muốn nói lại thôi rồi. Cô cười gượng hai tiếng. Tạm biệt không tiễn. Lâm Hạo Sơ nhìn cô một cái. Cuối cùng cong khóe môi cười cười. Luyến tiếc anh. Hỷ lạc rốt cục là không để nhịn xuống trong lòng bèn nói móc anh. Lâm Hạo Sơ, hai năm không gặp. Độ dày của da mặt dần dày lên rồi đấy. Lâm Hạo Sơ cúi đầu cười cười. Lúc rảnh rỗi thì xem qua thiệp cưới. Em sẽ rất thích đây. Nói xong liền cùng đi với người đàn ông toàn thân đen kia. Hỷ lạc nhìn bóng lưng của anh có chút xuất thần. Người kia bên cạnh anh cô cũng không nhận ra. Nhìn dường như không giống người trong chính phủ. Hỷ lạc lắc đầu thật vất vả mới trở lại cuộc sống yên bình. Cũng không thể bởi vì sự xuất hiện bất ngờ của anh lại nổi sóng. Lâm Hạo Sơ là một vật nguy hiểm. Hỷ lạc xây dựng trong tâm lý Yêu quý sinh mệnh cách xa Lâm Hảo Sơ Ngày tiếp theo Lâm Hảo Sơ lại biến mất Hình như anh thực sự Chỉ là tới đưa cô thiệp mời kết hôn Cảnh tượng hai người gặp lại Cũng không giống như cô tưởng tượng trước đây Cái kiểu xấu hổ Quái đản như thế Hỷ lạc tắm rửa xong lau tóc Suy nghĩ một hồi Vẫn là lấy thiệp ra Cái thiệp mời màu đỏ kia Một mùi thơm nhàn nhạt, nhạt kéo tới Mở ra nhìn liền Cô dâu giang nhất ninh cô âm thầm nôn mửa trong lòng chua xót lâm hạo sơ thật đúng là con ngựa già lại nhìn phía bên cạnh chú rể là ngô tu kỳ thì lạc trận mắt lật qua lật lại xem đến mấy lần bác sĩ giang và thư ký ngô nhớ tới câu nói lúc sắp đi của lâm hạo sơ em sẽ thích đó cô lập tức đen mặt lâm hạo sơ không thất thường anh sẽ chết phải không qua một tháng giang nhất ninh và thư ký ngô đều gọi điện thoại đến Hỷ Lạc Trần trừ rất lâu mới quyết định quay về tham dự hôn lễ của họ. Ngày về nước, thời tiết rất tốt và khi trở về có hai loại tâm tình hoàn toàn không giống nhau. Trở về tần gia, tần vĩ thâm và trung tinh vô cùng vui vẻ. Tuy rằng rất cẩn thận, Hỷ Lạc vẫn thấy được dáng vẻ trung tinh trốn trong phòng bếp, lén lút lau chùi nước mắt. Cô thở dài trong lòng, mình thực sự rất không hiếu thuận. Từ niên đi rồi, ba mẹ chỉ có một đứa con gái là cô, bây giờ lại vì một đoạn hôn nhân ngắn ngủi mà trốn thật xa. Có phải cũng nên vì ba mẹ mà suy nghĩ nhiều hơn một chút không? Ngày hôn lễ, Hỷ Lạc vẫn là có chút hồi hộp, trong lòng ám thị rất lâu mới ra khỏi cửa. Ngày đó, Giang Nhất Ninh rất đẹp, trên mặt luôn nở nụ cười long lanh, thấy Hỷ Lạc rất nhiệt tình sau đó kéo Hỷ Lạc nói nhẹ nhàng. Đợi lát, chị có lời muốn nói với em, nhất định phải chờ chị nhé. Đừng có giữa trường mà chuồn đấy." Hỷ Lạc cười đáp ứng, được sắp xếp ngồi ở bàn bên nhà gái. Cô buồn chán quan sát đại sảnh. Cô từng tuổi này, việc giao thiệp tiếp xúc trong tiệc cưới có hạn. Trong cảnh này, tự mình càng mơ mơ màng màng mà dáng hoàn thành buổi tiệc. Nghĩ như vậy, càng thêm sợ hãi khi gặp Lâm Hạo Sơ. Mãi đến lúc tiệc rượu bắt đầu cũng không có thấy Lâm Hạo Sơ. Thần kinh mãi kéo căng của Hỷ Lạc mới được thả lỏng. Vừa mới cầm đũa định ăn, một làn hơi thở nóng lướt qua tai. Đang tìm anh. Cơ thể Hỷ Lạc cứng đờ, đôi đũa đang nắm thiếu chút nữa rơi trên mặt đất. Lâm Hạo Sơ dù bận vẫn ung dung ngồi bên cạnh, cứ tuét miệng như vậy mà nhìn chăm chú vào cô. Hỷ Lạc không nhìn anh, nắm chặt đôi đũa cúi đầu ăn. Lâm Hạo Sơ cũng không nóng lòng gây áp lực cho cô, ngồi bên cạnh luôn gấp thức ăn cho cô, hỷ lạc bất đắc sĩ liếc anh một cái lâm hạo sơ anh không đói bụng à lâm hạo sơ suy nghĩ một chút một tay khoác lên lưng ghế dựa của cô cúi người nói một cách cực kỳ mờ ám đói nhưng mà anh muốn ăn cái khác hỷ lạc không biết làm sao mặt lại đỏ cô cúi đầu trong lòng vẫn chồng chéo lên nhau lời lâm hạo sơ nói tuyệt đối không phải là ý tứ đó như cô nghĩ cô nắm chặt đôi đũa ăn tiếp thức ăn suy nghĩ kiên trì đến cùng. Ăn xong sẽ lập tức trốn. Trên người Lâm Hạo Sơ tuyệt đối có từ trường, chí ít khiến cô cảm thấy đứng ngồi không yên toàn thân như nhũn ra. Lâm Hạo Sơ quá mức đạo mạo trang nghiêm đi. Anh ra vẻ rất lo lắng mà bảo. Hy Lạc, em không khỏe, sao mặt lại đỏ như thế? Hy Lạc nhắm tìm mắt, mỉm cười nghiến răng. Có anh đây, em có thể thoải mái mới là quái đản á. Lâm Hạo Sơ rất vô tội chớp chớp mắt, âm thanh ấm áp mềm mại. Anh cái gì cũng không có làm mà. Hỉ lạc ngẩn to te nhìn anh trong lòng một lần nữa nhịn không được muốn chửi bậy. Lâm Hạo Sơ nhất định là cố ý mà, giả ngây thơ thật đáng thẹn. Có biết hay không cô bất đắc dĩ xoa xoa chán. Lâm Hạo Sơ anh cố tình có phải hay không? Anh cố ý không cho em ăn một cách tử tế sao? Lâm Hạo Sơ suốt cuộc ngoan ngoãn ngồi một cách yên tĩnh một hồi. Giây tiếp theo lại mở miệng khiến Hỷ Lạc thiếu chút nữa dắt mất hình tượng, đem thức ăn vừa nuốt xuống toàn bộ phun ra ngoài. Lâm Hạo Sơ cầm ly rượu. Sau một hồi trầm ngâm, anh thong thả ung dung mà rằng Hỷ Lạc, chúng ta làm lại từ đầu đi. Hỷ Lạc sạc không khí, sạc đến mặt đều đỏ bừng lên. Một bàn đầy người đều vô cùng kinh ngạc mà nhìn cô. Hỷ Lạc vừa thẹn vừa ngượng, Lâm Hạo Sơ đem nước trái cây cho cô. Hỷ Lạc từng ngụm từng ngụm mà uống. Thật không dễ dàng. Từ kinh hãi mà hoàn hồn trở lại. Lâm Hạo Sơ, anh nói gì thế? Lâm Hạo Sơ cầm một tay của cô, giọng điệu rất nghiêm túc. Anh nói, anh muốn cùng em làm lại từ đầu. Hỷ Lạc dần dần bình tĩnh lại, tay mình chậm rãi rút ra. Lâm Hạo Sơ, anh cho là em vẫn đứng một chỗ chờ anh à? Lâm Hạo Sơ trầm mặc một lát, sau đó nhẹ giọng nói rằng Lần này đến lượt anh chờ em, bao lâu cũng được. Hỉ là không nói gì, Lâm Hạo Sơ cũng không ép cô. Cô đối với anh không có cảm giác an toàn. Anh biết rất rõ, đây không phải là một câu nói của anh. Đây là một lời hứa hẹn có thể cho cô. Di động Lâm Hạo Sơ vang lên, Hỉ Lạc vô thức nhìn anh. Anh cau mày, tựa hồ hơi khó chịu. Cuối cùng nhìn hỉ lạc một cái Thấp giọng nói Anh tiếp điện thoại Anh sau khi đứng dậy Đi ra ngoài vài bước mới nghe máy Hỷ lạc nhớ lại ánh mắt anh Vừa mới nhìn cô Tựa như có chuyện muốn nói với cô Lâm hạo sơ nghe điện thoại Rồi không trở về Hỉ lạc cố gắng kiếm việc để làm Dùng đũa gầy thức ăn trong dĩa Vì sao lại có cảm giác tâm thần không yên giang nhất ninh hiển nhiên mệt mỏi quá sức ngồi trên sofa ở phòng nghỉ xoa cẳng chân bị hành hạ bởi đôi giày cao gót quan sát hỉ lạc một hồi cô mở miệng nói chị cho rằng ngày ấy chị đã giải thích với em rất rõ ràng rồi vì sao đến cuối cùng vẫn muốn quyết định rời khỏi trên mặt hỉ lạc là nụ cười thư thái em không phải đã nói với chị rồi à chúng ta nên vì chính mình mà sống giang nhất ninh nhớ tới đoạn tin nhắn gửi cho mình lúc hỷ lạc rời đi chúng ta nên vì chính mình mà sống cô cúi đầu cười cười chị vẫn cho rằng em rất yêu anh ấy hỷ lạc thở vào một hơi ánh mắt dần mềm mại đúng vậy là rất yêu anh ấy đáng tiếc yêu quá điên cuồng đã không còn là chính mình em lấy cái gì để khiến anh ấy yêu em bây giờ anh ấy lại nhớ em không buông bỏ được có lẽ là bởi vì anh náy hay là bởi vì không quen với việc em bỏ đi Thế nhưng còn sau này Em vẫn là không có thứ gì để khiến anh ấy yêu em hết Cho nên em lựa chọn vì chính mình mà sống Em muốn Lâm Hạo Sơ suy nghĩ rõ ràng Thứ anh ấy nhớ Anh ấy cần Đến tụt cùng là cái gì Em muốn người anh ấy yêu Là một tần hỷ lạc đích thực Không phải là tần hỷ lạc lúc nào cũng hùa theo anh ấy Lúc nào cũng đuổi theo anh ấy Lâm Hạo Sơ người như vậy Không yêu thì thôi Yêu thì phải yêu cả đời hỉ lạc cười đến rào hoạt em đã quyết định rồi em muốn cả đời lâm hạo sơ cho nên cô nhất định muốn cho bằng được muốn khiến anh rơi vào một cách triệt để chỉ là trong tình yêu có mỗi một mình cô còn chưa đủ rằng nhân ninh hơi bất ngờ khi nghe hỉ lạc nói như thế trong lòng thở dài não nuột đã từng cho rằng cô chỉ là một cô bé đơn thuần không nhạy bén cũng là một cô bé chỉ biết vì tình yêu mà đấu đá lung tung Hiện giờ xem ra, cô rất có cách nghĩ của chính mình, hơn nữa ngày càng độc lập. Cô nghiêng đầu cười tỏ ý khen ngợi. Cái gọi là tầm ngầm tầm ngầm mà đấm chết voi, chính là dạng này của em sao? Ngày hôm nay chị thực sự phải lau mắt mà nhìn đối với em đấy. Hy Lạc cong khóe môi mỉm cười, trong mắt chợt hiện lên một tia sáng. Chị đây, lần này chọn đúng người rồi chưa? Thư ký Ngô vừa lúc gõ cửa đi vào. Anh hơi ngại ngùng nói với hai người trong phòng nghỉ. "À, làm phiền đến hai người rồi." Sau đó anh đi tới cạnh Giang Nhất Ninh, cúi người ngồi xổm xuống, tay nắm mắt cá chân của cô nhẹ nhàng vuốt ve, ngữ khí dịu dàng. "Đã nói với em, đừng có mang giày cao như vậy rồi. Chân còn đau không? Đợi thay một đôi đi. Anh đã chuẩn bị cho em một đôi tương đối thấp, làn váy rất dài, che lại nhìn không thấy được đâu. Thoải mái quan trọng hơn." Hai gò má Giang Nhất Ninh hơi ửng đỏ, khẽ gật đầu. Thư ký Ngô cười từ trong tủ đựng đồ trong phòng ngủ, lấy ra một cái hộp. Từng chiếc, từng chiếc giúp cô thay. Cuối cùng cùng ra cửa, thì nói khẽ bên tai Giang Nhất Ninh. Đừng trò chuyện lâu quá, lát nữa còn phải tiện thân thích về. Tiệc sắp xong rồi. Được. Giang Nhất Ninh cũng lộ vẻ dịu dàng, ít có. Thì ra, bất kể người phụ nữ có bề ngoài mạnh mẽ, nhưng trước mặt đàn ông nào đó, sẽ lộ ra một mặt dịu dàng nhất của mình. Sau khi thư ký Ngô rời đi, khóe mắt Hỷ lạc cong cong bắt gặp ánh mắt của Giang Nhất Ninh nhìn qua. Trong mắt Giang Nhất Ninh cũng tràn đầy ý cười chống cằm. Làm sao? Hỷ lạc ngẹo đầu nghĩ nghĩ. Ồ, xem ra lần này chúng được giải nhất rồi. Từ sau khi Tần Vĩ thâm về hưu, mỗi buổi sáng khi trời vừa sáng đều đúng giờ ra khỏi cửa tập thể dục. Hỷ lạc quang vinh thăng trước một cách bi thương, bị chèn ép đi theo luyện tập mỗi ngày. Sáng tinh mơ, đều bị từ trong chăn kéo ra. Đôi mắt nhập nhèm ngái ngủ đi theo tần vĩ thâm tập thể dục buổi sáng. Thế nhưng, khiến hỷ lạc phát điên chính là, tại sao, Lâm Hạo Sơ cũng gặp phải. Còn luôn luôn cùng tần vĩ thâm bày ra cái mặt phụ tử tình thâm. Lâm Hạo Sơ có chân bị thương, cho nên thời điểm anh đến được, xem là chuẩn xác một cách dị thường nhất định là khi Tần Vĩ Thâm chạy bộ về sân rộng trong khu luyện kiếm thì xuất hiện. Mà Hỷ Lạc lúc này nhất định là sau khi chạy xong là bộ dáng mệt đến chỉ còn nửa cái mạng. Hai gò má đỏ bừng, ngồi bên bùn hoa bên cạnh thở không ra hơi. Lâm Hạo Sơ làm bộ làm tịch, mặc đồ thể thao màu trắng, trên mặt da vẻ tinh thần sảng khoái. Hỷ Lạc đào cặp mắt trắng dã, Cô cảm giác từ lúc bắt đầu gặp lại anh sau hai năm, số lần chính mình trận trắng mắt ngày càng nhiều lên. Lâm Hạo Sơ cũng hoàn toàn, thành công vô cùng chính xác, lột xác thành một tên vô lại thuần chất. So với lời nói ác độc hai năm trước, cái sự biến thái của anh đáng ghét hơn vạn lần. Lâm Hạo Sơ ngồi kế bên hỉ lạc, nghiêng đầu nhìn cô. Lúc em đi học môn thể dục không phải chưa bao giờ đặt yêu cầu chứ hả? Hỷ lạc đang đấm đấm chân chợt khựng lại Trừng mắt lườm anh Trên lá cây tảng sáng mùa thu Đều đọng vài giọt xương Lông mi thật dài của anh run run Trên lông mi tựa như có vài hạt xương lắt phát Hỷ lạc hậm hực trừng mắt nhìn Quay đầu lại không nhìn anh nữa Ai nói thế Trước đây em đã từng tham gia thi đấu đội đền kinh đây Trong đầu đột nhiên nhớ tới Diệp Hồng trước đây đã đề cập qua Khi Lâm Hạo Sơ đi học đã giành được nhiều giải thưởng thể dục Nói như vậy, có thể sẽ gợi nhớ hồi ức đau thương của anh không đây?" Lên lén liếc mắt người bên cạnh, anh hình như không có phản ứng gì. Lâm Hạo Sơ nhìn Hy Lạc, đột nhiên tay anh kéo hai chân cô gác qua đùi anh, tay anh giúp cô xoa bóp cẳng chân. Hy Lạc giống như bị điện giật, lập tức nhảy dựng lên, cô đỏ mặt. "Lâm Hạo Sơ, anh làm cái gì vậy? Mười sáng sớm mà đã dọa người như thế à?" Lâm Hạo Sơ ra vẻ không thèm để ý. Làm sao vậy? Giúp em bóp chân mà Trước đây em không phải cũng thường giúp anh còn gì Hỷ lạc nuốt nuốt nước bọt Lâm Hạo Sơ Anh xác định anh không phải đang mộng du chứ Vì sao Lâm Hạo Sơ hiện giờ Thường xuyên khiến cô kinh hoàng vô cùng Lâm Hạo Sơ híp híp mắt cười Xác định không phải Hỷ lạc không nói gì nhìn trời lại hỏi tiếp Lâm Hạo Sơ Có phải anh chịu sự đả động gì không Không phải Sao mà đột nhiên biến thành cái dạng này khiến cô thực sự có phần không thể tiếp thu. Lâm Hạo Sơ quả nhiên đen mặt. Cầm miệng Tần Hỷ Lạc. Em mới chịu sự kích động đó ấy. Đúng nha, đây mới là Lâm Hạo Sơ nè. Hỷ Lạc yên tâm ngồi xuống, nghĩ rồi lại nghĩ. Mình có phải là có tinh thần nô lệ hay không? Lâm Hạo Sơ cúi đầu, khóe miệng có chút ý cười. Tần Hỷ Lạc. Thì ra em vẫn là thích hình dạng ngang ngược bá đạo hơn. Anh đã biết. Sau này anh sẽ tiếp tục phát huy theo hướng đó mà đi đến cùng. Khóe miệng của Hỷ là co giật. Em cảm ơn nha anh hai. Anh rốt cuộc muốn làm gì? Mỗi ngày mới tảng sáng lại tới đây khua môi múa mép với em là sao? Lâm Hảo Sơ tựa như rất kinh ngạc nhìn cô. Anh đang theo đuổi em, em không biết hả? Khóe miệng Hỷ là co giật càng dữ dội hơn. Theo đuổi, cô ngượng ngùng cười cười. Anh Lâm, cảm phiền hỏi tí, có anh theo đuổi như vậy sao? Sáng nào đến tìm em nói nhảm cứ vài phút thì kích động em vài câu. Khiến em đến lúc ăn cơm đều không ăn ra mùi vị gì hết. Anh này, rốt cuộc là theo đuổi hay là dọa dẫm vậy? Lâm Hạo Sơ đột nhiên trầm ngâm, hai tay đút trong túi quần, đầu hơi rũ xuống, bộ dáng tựa như bị tổn thương. Hỉ là gãy gãy ấn đường. Cái kia em nói hơi nặng lời tí, ý em là... Em là người đầu tiên, Lâm Hạo Sơ đột nhiên mở miệng cắt ngang cô. "Hỉ Lạc há miệng, bị anh làm cho không hiểu ra sao?" Ánh mắt Lâm Hạo Sơ có chút lấp lánh, không tự nhiên mà nói. "Anh chưa theo đuổi con gái bao giờ, em là người đầu tiên." Hỉ Lạc rối rắm, cô lúng ta lúng túng nhỏ giọng nói thầm. "Không phải chứ, anh 30 tuổi rồi mà chưa thử theo đuổi con gái sao?" Lâm Hạo Sơ hình như rất nỗ lực suy ngẫm một phen, cuối cùng lắc đầu. Không có, đều là các cô ấy theo đuổi anh Hỉ lạc nhìn khuôn mặt của anh âm thầm lắc đầu Cô có thể suy ra Nếu như trông mong vào bản thân Lâm Hạo Sơ ý thức được sự quan trọng của cô Chủ động theo đuổi cô Con đường này chắc chắn sẽ rất đặc biệt Không tầm thường nha Lâm Hạo Sơ khoe nguyên hàm răng trắng Cười đến sáng lạn khác thường Nếu không Chúng ta trực tiếp ban đầu yêu nhau đi Theo đuổi và vân vân Trực tiếp nhảy cóc là được rồi anh nghĩ đến hay làm sao? Lưu Tường cũng không có nhanh như thế Nè, Tần Hỷ Lạc Anh là chồng trước của em Không thể cho anh tí đặc quyền nào sao? Đã nói là chồng trước rồi Không có trực tiếp đem anh ao là tốt lắm rồi Tần Hỷ Lạc Anh sắp ba tư tuổi rồi đấy Ừ Có gặp qua ba mươi tư tuổi Còn học cách theo đuổi con gái chưa? Bây giờ không phải có rồi đó sao? Tần Hỷ Lạc Hỷ Lạc mỉm cười ngắm nhìn bầu trời Ôi, thì ra cảm giác được theo đuổi lại sảng khoái đến như vậy. Hỷ Lạc đang ở trong phòng nằm sắp trên giường, chơi trò thực vật đại chiến cương thi, mà nói sau khi về nhà đúng là hơi nhàm chán. Không có chuyện gì để làm. Tần Vĩ Thâm và Trung Tinh thế nào cũng bắt con ngốc cô sau Trung Thu mới được đi. Cho nên một đứa không có bạn bè như cô, ngoài việc thi thoảng đến cố ra ăn trầu uống trực, thì đóng đô ở nhà chơi đùa nhí nhố đọc tiểu thuyết. Chơi đến vòng cuối cùng đánh cương thi để ra ải, nhưng thế nào cũng đánh không lại, phải chơi đi chơi lại từ đầu. Phía giường bên cạnh bị lún xuống, một tay vỗ vỗ gáy cô, thì là cau mày, mắt dính chặt vào màn hình. Cố doãn đừng quậy, không thấy chị đây đang bận hay sao? Bên cạnh hình như lại truyền đến tiếng cười nhẹ mà mấy ngày nay xuất hiện với tần số cực cao. Hỷ lạc đen thui mặt nhìn một cái, quả nhiên là họ lâm nào đó đang chúng cầm cười đến không thể nào vui hơn. Tần Hỷ lạc à, thứ trò chơi thiểu năng như thế mà em cũng đánh không lại à? Hỷ lạc cười âm mưu, anh đến rồi à? Lâm Hạo sơ đem máy vi tính rời về phía mình, đang chuẩn bị lại từ đầu. Bỗng nhiên suy nghĩ một chút, nếu như thắng thì có khen thưởng không? Hỷ lạc suy nghĩ một hồi, gật đầu, có, tất nhiên là có. Lâm Hạo sơ bắt đầu ngón tay thon dài nhấn chuột vang lên âm thanh tách tách. Cái nệm mềm mại làm đệm chuột vốn dĩ không thích hợp cho việc điều khiển chuột, cũng không thích hợp làm chỗ để vi tính gõ gõ. Thế nhưng mỗi một động tác của Lâm Hạo Sơ lại có thể kiểm soát vừa khéo. Anh sắp xếp hợp lý vị trí mỗi loại cây trồng, bộ dạng thong dong điểm tĩnh. Hỷ lạc nhìn thần sắc chuyên tâm của anh, biểu hiện trên mặt không khỏi trở nên nhu hòa. Lâm Hạo Sơ rất nhanh liền đi thẳng qua ải, còn có ý đem hết mấy mini game còn lại của cô giải quyết hết, đánh cho rơi tàn tác, thì là không cam tâm tình nguyện dầu môi. Không phải nói thiểu năng hay sao? Sao anh còn chơi đến vui vẻ như thế? Lâm Hạo Sơ đáp cho chuyện đương nhiên. Là có chút thiểu năng, nhưng đối với em mà nói, vẫn có phần hơi khó. Anh giúp em qua ải hết rồi, đỡ phải tốn thời gian đả kích đến lòng tự trọng mỏng manh của em. Hỷ lạc vận động khớp ngón tay có loại kích động mạnh mẽ Muốn đạp anh xuống giường Cơ thể đã hành động trước Thay đầu óc Khi hỉ lạc nhấc chân thì Lâm Hạo Sơ bắt được chân cô Anh cười nói Sớm đoán được em sẽ như vậy Lần sau đổi động tác khác thử xem Hỷ lạc đỏ mặt, lòng hậm hực mắng lưu manh. Cô quẫy chân vẫn không ra. Này, thả ra. Lâm hạo sơ nắm mắt cá chân của cô không buông ra. Ngược lại, chen vào giữa hai chân cô, Kéo chân đang bị nắm còn lại của cô vòng qua thắt lưng anh Anh cúi người, nhìn chăm chăm vào cô Âm thanh khàn khàn Hỷ lạc à, em vừa mới nói đánh qua ải có khen thưởng ư Hỷ lạc rời mắt không dám nhìn anh, tim đập thình thịch Phần thưởng chính là anh rất thông minh Chứng minh rằng chỉ số thông minh anh rất cao Là một cậu bé thông minh Lâm hạo sơ đầy vạch đen Vậy thôi sao? Tiếp theo có phải em còn chuẩn bị phát cho anh một bông hồng nhỏ hay không? Hỷ là căng thẳng vặn vẹo cơ thể. Còn muốn thế nào? Một tay Lâm Hạo Sơ đan vào năm ngón tay bên tay trái, đặt bên phía trên mặt cô, tay kia giữ thắt lưng cô. Không bằng chúng ta khen thưởng theo kiểu người lớn đi. Hỷ lạc trợn to mắt, chân dùng sức quẫy đạp. Em cảnh cáo anh đấy, Lâm Hạo Sơ ạ. Chúng ta ly hôn rồi, nếu anh dám làm càn em báo là anh cưỡng bức. Lâm Hạo Sơ nhíu nhíu mày, hình như anh quên nói cho em, cái đơn ly hôn kia anh chưa có ký đâu, cho nên bây giờ em vẫn là vợ của anh đấy. Hỉ Lạc nhìn anh mà không thể tin được. Điểm này cô vẫn chưa nghĩ tới, lập tức cô bắt đầu nói lý để thuyết phục, cười dịu dàng khuyên nhủ. Lâm Hạo Sơ, nơi này là nhà của em, bên ngoài có ba em, mẹ em, chúng ta như vậy có phải là tốt lắm không? Hửm? Ừ? là không tốt lắm Lâm Hạo Sơ gật đầu Nhưng mà lúc anh tới Họ vừa khéo đi siêu thị hết rồi Hỷ là khóc không ra nước mắt Ba mẹ Sao mà hai người lại chọn giờ này đi siêu thị vậy Cô nhích ra phía bên cạnh Mà này Lâm Hạo Sơ Dạo này anh dường như rất rảnh hả Lâm Hạo Sơ thấy cổ áo do cô càng dãy ruộng Trượt xuống Khóe miệng chưa ý cười Ờ à, vô cùng rảnh đấy Lúc rảnh rỗi có thể quan tâm em nhiều hơn không được sao Hỷ lạc cười gượng hai tiếng Được thì được Nhưng mà chúng ta như bây giờ hơi kỳ quái phải không vậy Tay lâm hạo sơ Đã hạnh kiểm xấu Trượt vào vạt áo của cô Hơi thở lướt qua cổ cô Cũng bắt đầu có phần không ổn định Vẫn được Hỷ lạc sụ mặt xuống Cái vụ này không ăn khớp với kịch bản cô tính toán Lâm hạo sơ Anh dám cưỡng bức thử coi lâm hạo sơ cười giàu dĩ xoa xoa đầu cô yên tâm tuy rằng chúng ta bây giờ vẫn là vợ chồng hợp pháp nhưng trước khi em ngoan ngoãn chịu theo anh về nhà anh sẽ không miễn cưỡng em anh bày bộ mặt cười xấu xa sau đó ngồi dậy một tay kéo hỉ lạc quần áo hỉ lạc bị lôi kéo nên hơi sốc xách tức giận mà gào lâm hạo sơ phiền anh xem nam chính trong tiểu tuyết ngôn tình làm cách nào để theo đuổi con gái có được không hoa tươi quà tặng hẹn hò, điện thoại, tin nhắn cái gì cũng không có. Anh sẽ dọa sợ em đấy. Lâm Hạo Sơ chán ghét nhìn Hỷ Lạc một lát mới yếu ớt phàn nàn. Thì ra theo đuổi con gái phiền phức như thế. Nhưng mà em thích thế thì anh phối hợp với em là được rồi. Hỷ Lạc sai rồi, cô không nên làm Lâm Hạo Sơ lầm đường lạc lối. Lâm Hạo Sơ tặng hoa không sai, tặng hoa hồng cũng không sai. Nhưng mà tại sao sáng trưa chiều tối đều phải tặng? Lẽ nào thư ký Ngô cũng không có nói cho biết thời gian và cách thức tặng hoa hay sao? Hỷ lạc đen thui mặt rồi. Còn có quà tặng. Hỷ lạc thấy hộp lớn hộp nhỏ đầy một giường. Lại còn có vụ chuyển phát nhanh tặng quà hay sao? Còn nữa, nói đến điện thoại, Hỷ lạc liền dựng tóc gáy. Nếu như ông trời người đang ngủ say, tỉnh lại đột nhiên phát hiện tiếng chuông di động của mình thay đổi, còn chưa tính. Vấn đề là ở trên màn hình thình lình, thấy được tấm hình của một người đàn ông trước giờ chỉ còn một loại biểu tình đang hướng về phía bạn làm mặt quỷ. Bạn chắc hẳn cũng sẽ như Hỷ Lạc, lập tức từ trong mơ giật mình tỉnh giấc chứ hả? Hỷ Lạc nhìn tấm ảnh đó, Lâm Hạo Sơ chụp lúc nào, vì sao cô không biết? Lại còn có đoạn phim Hỷ Lạc mở ra xem, chẳng qua cô có nghĩ đến nát đầu cũng không dám nghĩ Lâm Hạo Sơ sẽ nói gì đó. Hỷ Lạc ấn phím phát hình Lâm Hạo Sơ. Lâm Hạo Sơ thật tốt bụng mà giải thích. Anh là học em trước đây Xem mấy tình tiết cổ hủ trong phim Hàn đấy Lúc đó em xem suốt ngày Không phải nó rất lãng mạn sao Hỷ lạc say say huyệt thái dương Được rồi Xác thực Lâm Hạo Sơ rất có lòng theo đuổi cô Hẹn với Lâm Mẫn đi dạo phố Hai người dạo đến mệt đứ đừ Lúc đang phân vân Có nên tìm nơi nào đó uống nước Miệng của Lâm Mẫn A à một tiếng Hỷ lạc theo tầm mắt của cô nhìn tới Phía trong một tấm cửa sổ sát đất thật lớn Lâm Hạo Sơ và một người phụ nữ đang ngồi trong quán cà phê nói gì đó. Tuổi tác người phụ nữ kia cũng không lớn lắm, cỡ chừng 26-27 tuổi. Mái tóc xoăn màu hạt rẻ, mặc quần dài màu đen. Hỷ Lạc xác định người phụ nữ này cô không biết nên cũng chưa thấy qua. Lâm Hạo Sơ ngồi bên cạnh cô ta, nghe cô ta nói gì đó, bởi vì Hỷ Lạc chỉ thấy một bên mặt, không thấy rõ lắm vẻ mặt của anh. Hỷ Lạc quay đầu, làm bộ bình tĩnh À cái gì mà à? Không phải uống cà phê sao? Có cái gì đáng ở Mỹ nhạng xị lên? Lâm Mẫn bĩu môi. Là người đẹp đấy, thực sự không muốn vào xem. Hỷ Lạc lắc đầu. Không đi, vì sao lại không đi? Lâm là Mẫn làm bộ thở dài. Không đi cũng tốt, tụi mình trốn là được rồi. Họ cũng không phát hiện ra mình. Hỷ Lạc trong mũi hừ một tiếng, liếc mắt hai người kia trong quán cà phê. Tại sao tụi mình phải trốn chứ? Phải đi quán này, nói xong bắt tay Lâm Mẫn đi vào quán cà phê kia. Lâm Hạo Sơ là đang đối diện với cửa ra vào, cho nên người vào quán anh đều có thể nhìn thấy rõ. Khi thấy Hỷ Lạc và Lâm Mẫn đi vào, tất nhiên anh hơi bất ngờ, liền thấy Hỷ Lạc không có phản ứng đối với anh mà còn cùng Lâm Mẫn ngồi xuống một góc sát cửa sổ, cách chỗ anh rất xa. Trong mắt anh có chút ý cười, nói với đối phương vài câu, anh hướng chỗ Hỷ Lạc đi tới. Lên tiếng chào hỏi Lâm Mẫn, anh ngồi bên cạnh Hỷ Lạc, Giới thiệu cho em một người quen Hỷ lạc liếc mắt nhìn người đẹp bên kia đang nhìn qua Trong lòng chua xót lắc đầu Không đi Có quan hệ gì với em đâu Lâm hạo sơ nhẹ giọng dụ cô Đi rồi em sẽ biết Hử? Hỷ lạc nhấn mày Này Anh không phải nên đây xem mắt sao Muốn kéo em đi làm lá chắn à Lâm hạo sơ tức giận chụp chán cô một cái Cô à Làm phiền cô động não đi anh còn chưa ly hôn, xem mất cái gì? Hỷ Lạc còn chưa nói thì người đẹp kia đã đi tới trước bàn của cô. Cô cười quan sát Hỷ Lạc, lịch sự vươn tay phải. Chào chị, chị chính là Tần Hỷ Lạc. Hỷ Lạc xấu hổ, vươn tay phải bắt tay với cô. Xin chào. Trong lòng âm thầm kinh ngạc vô cùng, cô ta biết cô. Nhìn Lâm Hạo Sơ bên cạnh, bộ dáng thằng nhóc này bày đặt xem kịch hay, hoàn toàn không đếm xỉa đến Người đẹp kia ý muốn ngồi xuống Tôi có thể ngồi đây không? Hỷ lạc vội vã gật đầu Đương nhiên có thể Sau khi người đẹp ngồi vào chỗ của mình Thì nhìn Lâm Hạo Sơ Sau đó hướng hỷ lạc mỉm cười Tôi là em gái của Lâm Hạo Sơ Chị có thể gọi là Mộc Hủy Em gái? Lâm Hạo Sơ có chị thì cô biết Lúc nào lại lòi ra em gái thế? Hỷ lạc nhìn nhìn Lâm Hạo Sơ Lâm Hạo Sơ nói một câu đơn giản Hà Mộc Hủy Đầu óc hỉ Lạc hiểu rõ Thì ra là con gái Hà Vĩnh Thanh Thế nhưng con gái Hà Vĩnh Thanh không phải nên ở Mỹ sao Bây giờ chạy đến thành phố N tìm Lâm Hạo Sơ để làm cái gì Hà Mộc Hủy nói không nhiều lắm Nói những câu mang tính trọng điểm Biểu tình trên mặt cũng không nhiều Chỉ là thi thoảng mỉm cười Nhưng nụ cười đó thấy thế nào cũng khiến cho người ta không có cảm giác ấm áp có lẽ cho rằng có Lâm Mẫn ở đây Cũng có thể ngay cả hỉ lạc cô ta cũng kiêng kỵ Cô ta không nói chuyện riêng nhiều lắm Phần lớn thời gian đều là nghe hỉ lạc Lâm Mẫn Lâm Hạo Sơ ba người tán gỡ với nhau Trên đường Lâm Hạo Sơ đưa hỉ lạc về nhà Hỉ lạc có vài lần mở miệng định hỏi Cuối cùng thấy Lâm Hạo Sơ tựa hồ cũng không có hứng thú nói chuyện Thế là cô rất thức thời im miệng Hà Mộc Thủy và Lâm Hạo Sơ gặp mặt nhất định là có chuyện để nói nhưng mà là chuyện gì Nếu như Lâm Hạo Sơ ngay cả cô không muốn nói chuyện Với sự hiểu biết của Hỷ Lạc về anh Đây nhất định là chuyện rất nghiêm trọng Đến cổng chung cư Hỷ Lạc chuẩn bị xuống xe Cô mở dây an toàn Nhìn nhìn Lâm Hạo Sơ Không vào trong ngồi chút à Lâm Hạo Sơ nghĩ nghĩ Nhưng không trả lời câu hỏi của cô Hỷ Lạc có thể về Paris trễ một chút không Hỷ Lạc ngay ra Làm sao vậy Lâm Hạo Sơ nhìn cô một hồi, cười cười. "Không có gì." Anh cúi người kéo Hỉ Lạc vào trong lòng ôm ấp. Hỉ Lạc có ý đồ khẽ ngọ nguậy thì bị Lâm Hảo Sơ ngăn lại. Anh khẽ nói bên tai cô, "Đừng nhúc nhích, anh chỉ muốn ôm em một lát thôi." Hỉ Lạc ngoan ngoãn không động đậy nữa, không biết có phải là ảo giác của cô hay không. Lâm Hảo Sơ tựa như khẽ thở dài, anh buông cô ra cười nói, Tạm biệt Hỷ lạc nhìn theo xe anh chậm rãi chạy đi Lòng cô dường như có loại cảm giác rất quái lạ Bộ dạng muốn nói lại thôi của anh Hy vọng chỉ là cô quá nhạy cảm thôi Từ sau ngày đó rất lâu Lâm Hạo Sơ đều không đến tìm Hỷ lạc Không có gọi điện Không có nhắn tin Hỷ lạc suốt cục ý thức được Sự việc quả nhiên không đơn giản Sắp đến gần ngày về Pháp Hỷ lạc trần trừ rất lâu Vẫn là gọi điện cho thư ký ngô Ngắt điện thoại, rồi hỉ lạc xoa xoa nhẹ huyệt thái dương đang giật giật. Lâm Hạo Sơ thế mà lặng lặng giấu tất cả mọi người đi Mỹ xử lý chuyện nhà Hà Vịnh Thanh. Thì ra, Hà Vịnh Thanh bệnh tình nguy kịch. Sao mà mới 2 năm sự tình đột nhiên phát triển theo hướng như vậy? Tuy rằng cô cũng hận Hà Vịnh Thanh, nhưng mà khi nghe ông ta gặp loại kết quả này, trong lòng cô vẫn có chút thổn thức. Lúc quyết định trở về Pháp, hỉ Lạc cầm điện thoại di động ngắm nghía, có phải nên nói với Lâm Hạo Sơn một tiếng không? Tin nhắn soạn xong rồi xóa, xóa rồi soạn tiếp, cuối cùng rất khoát trực tiếp nhắn dãy số của anh. Nhưng vẫn chưa thông máy. Chẳng lẽ là bên kia trực tiếp tắt điện thoại, không biết vì sao trong lòng hỷ lạc luôn có loại dự cảm không tốt. Còn chưa tới ngày quyết định đi, một tin tức truyền đến liền khiến thế giới của hỷ lạc sụp đổ hoàn toàn. Khi Lâm Hạo Ngôn đến tìm hỷ lạc thì trời chưa sáng hẳn. Hỷ lạc còn chưa thức dậy, Lâm Hạo Ngôn vừa thấy Hỷ Lạc ra khỏi phòng ngủ, liền lập tức từ sofa đứng dậy, sắc mặt anh nghiêm trọng. Chị dâu, anh tôi... anh ấy đã xảy ra chuyện gì? Chị dâu, anh tôi anh ấy đã xảy ra chuyện. Tim Hỷ Lạc như bị nắm chặt không thể đập. Cô ngẩn ngơ nhìn Lâm Hạo Ngôn. Lâm Hạo Ngôn dường như cũng rất khó khăn mà nói. Hà ra gọi điện thoại nói, anh ấy không còn nữa. Hỷ Lạc mất hơn nửa ngày mới đủ sức giật giật khóe môi. Không còn, không còn là có ý gì. Chính là... đã chết. Lâm Hạo Ngôn nhìn sắc mặt tái nhợt của Hỷ Lạc, thực sự không biết nên làm thế nào nói tiếp. Hỷ Lạc nặn ra một nụ cười so với khóc còn khó khăn hơn. Chú nói cái gì thế? Hạo Ngôn, cũng không phải là ngày ca tháng tư. Chú đùa cái gì vậy? Chẳng buồn cười tí nào cả. Lâm Hạo Ngôn không nói gì, biểu tình trên mặt rất nghiêm túc. Chị dâu, chị chuẩn bị một chút chúng ta lập tức đi Seattle ba mẹ đều chuẩn bị xong hết rồi còn chờ chị thôi Hỷ lạc hầu như không hề có chi giác mà đi theo ba người lâm gia lên máy bay bay đến Mỹ đến Seattle thì được phi cơ của Hà Mộc hủy ra đón đến nơi ở nhà họ Hà Hỷ lạc thấy Hà Vĩnh Thanh vẻ mặt ông mệt mỏi ngay cả tóc mai đều bắt đầu điểm bạc khi nhìn thấy được một vệ sĩ trong âu phục màu đen đứng trước cửa cơ thể Hỷ Lạc cứng đờ một hồi. Lần trước Lâm Hạo Sơ đến Paris thăm cô, thì ra người theo bên cạnh anh chính là thủ hạ của Hà Vịnh Thanh. Trên mặt của Diệp Hồng cũng mất màu máu, được dẫn tới linh đường nơi đặt thi thể của Lâm Hạo Sơ. Hỷ Lạc và Diệp Hồng hầu như là bị Lâm Mộ Cẩm, Lâm Hạo Ngôn nữa, nửa xiêu nửa ôm đi vào. Hà Mộc Hủy nói, khi xe của Lâm Hạo Sơ đang trên đường quay về Hà Gia thì đụng phải một chiếc xe vận tải cỡ lớn. Hiện trường tai nạn xe rất nghiêm trọng, thi thể của anh ấy cũng cơ hồ, huyết nhục không rõ. Hỷ Lạc thấy thi thể trong chớp mắt. Nước mắt lách cách, lách tách rơi xuống. Nhưng vẫn là, cắn môi nói đó không phải là Lâm Hạo Sơ. Diệp Hồng cũng khóc đến lạc giọng. Hỷ Lạc được Lâm Hạo ngôn dìu đỡ, cả người đều sụi lơ trong lòng anh ta. Trong miệng còn lầm bầm. Anh ta chỉ là giống Lâm Hạo Sơ mà thôi Nhất định không phải anh ấy Nói xong cô nhào về phía trước xốc tấm vải màu trắng lên Chỉ nhận cười quen thuộc Trên ngón áp út thon dài tái nhợt của anh Nằm một cách yên lặng Hỷ lạc ngồi bề xuống đất Trên mặt không có một chút biểu cảm Lâm Hạo Sơ Anh lưu manh Không phải nói muốn theo đuổi em hay sao Bây giờ anh lại đang dở trò gì thế này Lâm Hạo Ngôn đi tới âm thanh cũng khàn khàn kỳ quái. Chị dâu à, chị bình tĩnh một chút đi. Anh ấy nếu như còn sống nhất định không hy vọng thấy chị như vậy. Cuối cùng làm sao được dẫn ra khỏi linh đường hỷ lạc đều đã quên hết. Lúc này nằm ngơ ngác trên chiếc giường trong phòng khách cho khách. Trong đầu không ngừng lẩn quẩn khuôn mặt đã hoàn toàn thay đổi đó. Làm sao có thể là Lâm Hạo Sơ? Lâm Hạo Sơ có khuôn mặt dễ nhìn như vậy, thấy thế nào cũng không phải anh, Hỷ lạc cuộn người lại cắn chặt ngón tay nghẹn ngào Lâm hạo sơ khi còn sống đã trải qua nhiều như vậy Ai cũng chưa bù đắp cho anh Ông trời sao lại có thể tàn nhẫn mang anh đi Nghe được tiếng gió thổi ngoài cửa sổ lạnh thấu xương Đột nhiên hỷ lạc từ trên giường ngồi dậy Hơi thở của cô hơi rối loạn Khu nhà họ hà nửa đêm rất yên tĩnh Hỷ lạc buộc chặt áo khoác đến linh đường Có mấy người bảo vệ còn đang đứng trước cửa khi thấy Hỷ lạc thì kính cẩn cúi chào. Hỷ lạc bước đến gần linh đường thấy Hà Vịnh thanh thế mà còn chưa ngủ. Ông và Diệp Hồng ngồi trên ghế trước linh đường. Họ thấy Hỷ lạc hiển nhiên cũng hơi bất ngờ. Hỷ lạc nhìn hai người họ một cái không nói gì, đi thẳng đến hậu đường. Khi đến gần Lâm Hạo Sơ, tay cô run rẩy, vén tấm vải trắng ra, cô siết chặt nắm tay, tay cô cuốn ống quần bên chân phải của anh. Diệp Hồng và Hà Vịnh Thanh cũng tiến lại gần. Diệp Hồng có phần ngạc nhiên. Hỷ Lạc, con... Hỷ Lạc ngừng thở, môi run rẩy mà nói. Con không cam lòng. Hà Vịnh Thanh không nói gì yên lặng đứng ở một bên. Tìm ông cũng đập cực nhanh. Hỷ Lạc chậm rãi cuốn ống quần anh lên. Cuốn đến khi đầu gối lộ ra hoàn toàn. Ba người đều trợn to mắt. Tàng lễ của Lâm Hạo Sơ rất long trọng. Hà Gia trong giới xã hội đen ở Mỹ có thế lực rất lớn. Lâm Hạo Sơ tuy rằng là con riêng của Hà Vịnh Thanh, thế nhưng quang cảnh lễ nghi an táng long trọng gần như giống đứa con lớn nhất qua đời của Hà Vịnh Thanh. Lúc Hà Mộc Hủy đưa bọn họ đến sân bay thì an ủi hỷ lạc. Chị dâu, kiềm chế đau thương. Chị còn trẻ, anh ấy nhất định hy vọng chị có thể vui vẻ sống tiếp. Đôi mắt hỷ lạc không còn một tia lấp lánh. Cô nhìn Hà Mộc Hủy bình tĩnh hỏi. Lâm Hạo Sơ sở dĩ đi Mỹ Cô biết vì sao không? Vẻ mặt Hà Mộc Hủy vẫn như trước Không có thay đổi nào Là vì chuyện di chúc của ba Hỷ lạc lắc đầu Nở nụ cười như có như không Anh ấy chỉ muốn giúp cô Bởi vì cô là em gái của anh ấy Trên mặt Hà Mộc Hủy Trong nháy mắt có chút xúc động Khóe miệng cô khẽ động Vậy sao? Cô biết không? Hỷ Lạc tiến lên phía trước một bước lại gần Hà Mộc Hủy một chút. Lâm Hạo Sơ từ chối một nửa di sản của ba cô để lại cho anh ấy. Hơn nữa, ánh mắt cô sâu lắng nhìn Hà Mộc Hủy. Anh ấy đề nghị ba cô đem một nửa di sản thuộc về anh ấy đều viết dưới danh nghĩa của cô. Hà Mộc Hủy nhuốn đôi mày tinh tế, trong đôi mắt vượng xinh đẹp, chợt lóe một sắc thái khác thường. Hỷ lạc hất cằm. Hy vọng cô đừng khiến anh ấy thất vọng. Tạm biệt. Trước khi lên máy bay, Hỷ Lạc và Lâm ra ba người nói lời từ biệt. Diệp Hồng rất lo lắng. Hỷ Lạc, con thực sự phải làm như vậy. Một mình con sao có thể tìm được nó? Hạo Ngôn đã nhờ người bạn cảnh sát ở Seattle, tin rằng rất nhanh sẽ có tin tức. Hỷ Lạc cầm tay Diệp Hồng. Mẹ, con đợi không nổi nữa. Con một khác cũng không thể đợi. Con phải lập tức tìm được anh ấy. Lâm Mộ Cẩm Trầm ngâm một hồi vẫn là khuyên nhủ đây không phải chuyện giỡn chơi Còn một đứa con gái không quen thuộc cuộc sống địa hình nơi này Rất dễ xảy ra chuyện Lâm Hạo Ngôn cũng nghiêm mặt nói Chị dâu à Bạn bè tôi ở đây rất có quan hệ Tin rằng rất nhanh sẽ có tin tức thôi Một mình chị sức lực có hạn Anh ấy đã trở về thì khẳng định Người đầu tiên muốn thấy là chị Hay là Cùng chúng tôi quay về rồi hãng nói Hỷ lạc thở ra một hơi thật sâu cười cười Mọi người yên tâm con sẽ tự chăm sóc mình thật tốt Con và Hạo Sơ Cứ quanh quanh quẩn quẩn bỏ lỡ mất hai năm Con không muốn tiếp tục lãng phí thêm nữa Cả đời tụi con Đều ngắn ngủi như vậy Hơn nữa con không nữa Lòng buông tha con người anh ấy Diệp Hồng đỏ viền mắt Hỷ Lạc Con mẹ đành nhờ con vậy Hỷ Lạc hiểu rõ ý tứ của bà Vòng tay ôm bà Mẹ, mẹ yên tâm Con nhất định sẽ đưa anh ấy về nhà Hỉ Lạc đi đến nơi Lâm Hạo Sơ xảy ra tai nạn xe, Suiter cách khu vực thành thị rất xa, nếu không phải Hỷ Lạc phát hiện trên chân phải của thi thể không có vết sẹo ấy, nếu không phải Hà Vịnh Thanh tìm hạ thủ của Hà Mộc Hủy hỏi cho ra tình hình thực tế, thật có khả năng bị Hà Mộc Hủy lừa dối. Hỷ Lạc thở dài, xem ra Hà Mộc Hủy thật đúng là không phải nhân vật tầm thường. Vì tai nạn xe lần này chắc chắn là hao tốn tâm huyết của đối thoại ở sân bay của mình và cô ta xem ra cũng không hẳn có thể kêu gọi lương tri của cô ta. Tình hình hiện tại của Lâm Hạo Sơ rốt cuộc ra làm sao, cô cũng không biết. Thế nhưng phải nhanh chóng tìm được Lâm Hạo Sơ. Nếu không sẽ bị thủ hạ của Hà Mộc Hủy tìm ra trước. Hậu quả cô không dám nghĩ. Căn cứ theo lời thủ hạ của Hà Mộc Hủy, sau khi tai nạn xe xảy ra ở hiện trường không có tìm được Lâm Hạo Sơ. Cho nên, bọn họ không thể không tìm ra người có vóc dáng giống như của Lâm Hạo Sơ để giả dạng anh. Thế nhưng, Hà Mộc Hủy cũng không có buông lỏng. Vẫn phái rất nhiều người tìm kiếm tung tích Lâm Hạo Sơ. Thủ hạ của Hà Vịnh Thanh đã ở chung quanh giò la. Nhưng mà, từ lúc xảy ra tai nạn xe, cũng đã gần nửa tháng rồi. Vì sao Lâm Hạo Sơ cũng không có xuất hiện? Trong lòng của Hỷ Lạc rất nôn nóng, cũng rất sợ hãi. Khi thấy trên chân thi thể đó không có vết xẻo, cô rất kích động. Thế nhưng theo thời gian từng ngày lại trôi đi, lòng của cô cũng dần dần nặng chịu xuống. Vùng lân cận có mấy chấn nhỏ. Lâm Hạo Sơ nếu như gặp chuyện không may, hẳn là trước tiên sẽ bị thôn dân vùng xung quanh phát hiện chứ. Hỷ Lạc cầm bản đồ và ảnh chụp Lâm Hạo Sơ đi xung quanh tìm hiểu. Rốt cục, hiểu rõ hàm ý thật sự của câu mỏ kim đáy biển. Ngoại trừ chấn nhỏ, gần đây còn có rất nhiều rừng cây. Lâm Hạo Sơ có thể hay không, lúc xảy ra tai nạn xe, hai xe va chạm nhau, sinh ra xung lực, làm văng vào rừng cây cách đó không xa. Những chuyện này đều có khả năng xảy ra. Cho nên hỉ là không những muốn đến chấn nhỏ vùng lân cận tìm kiếm, mà còn muốn vào rừng cách đó không xa để tìm. Lá gan của hỉ là không lớn, rất sợ tối. Nhất là những động vật thân mềm, chẳng hạn như rắn, run, sâu lông, nhưng trong rừng cây, không thiếu nhất dường như chính là những tiếng vo vo, những con sâu nhỏ, dinh dính, nhầy nhụa, mềm oạt. Hỷ lạc đi trong rừng cây, tay áo và ống quần đều dùng dây chun cột chặt, cổ áo cũng kéo lên cao cao. Càng đi vào trong thì càng tĩnh mịch, khắp nơi đều ẩm thấp. Hỷ lạc không ngừng gọi tên của Lâm Hạo Sơ. Trong khu rừng to như vậy, chỉ vang lại âm thanh của chính cô. Sắc trời dần dần tối sầm, Hỷ lạc thế nào cũng lẩn quẩn không ra được Cảm giác về phương hướng không tốt Hơn nữa Bất trí bất giác Cô đã càng đi càng sâu Khi màn đêm buông xuống Hỷ lạc vẫn chưa thể ra khỏi cánh rừng Mỗi ngày Diệp Hồng đều sẽ gọi điện cho Hỷ lạc Vẫn là câu hỏi có tin tức của Lâm Hạo Sơ hay không Có một người cũng thực sự không làm bà yên lòng Mỗi ngày gọi điện thoại, chỉ ít có thể biết được tình hình gần đây của cô, biết được an toàn của cô. Đêm nay gọi rất nhiều nhưng đều không thấy nối thông. Lòng bà lo lắng không yên, gọi Hà Vĩnh Thanh thông báo một tiếng. Hà Vĩnh Thanh phái thủ hạ đi ra ngoài tìm Hỷ Lạc. Thế nhưng điện thoại di động của Hỷ Lạc không có tín hiệu. Bọn họ trong thời gian ngắn cũng không tìm được cô. Hỷ Lạc ngồi ở một góc cây, nhặt rất nhiều nhánh cây để nhóm lửa. Hơi có động tĩnh nào liền khiến toàn thân căng thẳng, đổ mồ hôi lạnh. Trong rừng như thế này sẽ có dã thú hay không chứ? Khi Hỉ Lạc nghĩ như vậy, tim đều nhảy lên tới tận cổ họng. Cô nhìn ánh lửa không ngừng bốc cháy, trong mắt hơi ươn ướt, ướt, khi lần đầu tiên lạc đường, cô cũng rất sợ. Khi đó Lâm Hạo Sơ xuất hiện, thế nhưng hiện giờ Lâm Hạo Sơ đang ở nơi nào? Hỉ Lạc cắn chặt môi, đầu gối quệt quệt nước mắt. "Lâm Hạo Sơ, anh rốt cuộc ở nơi nào?" Trong lúc nhà họ Hà đang dối ren, thủ hạ rốt cuộc truyền đến tin tức, không có tìm được Hỉ Lạc nhưng ở thị trấn lân cận tìm thấy lâm hảo sơ thì ra anh vì tai nạn xe đụng vào đầu nên hôn mê nửa tháng vừa tỉnh lại hà vĩnh thanh nhận được điện thoại lập tức sắp xếp xe suốt đêm chạy đi đón anh lâm hảo sơ thế mà gặp kỳ tích không có bị thương nặng chỉ là có chấn động não một chút trên trán cuốn một lớp băng gạc dày thấy hà vĩnh thanh anh cũng không quá bất ngờ chỉ là im lặng phối hợp với bác sĩ kiểm tra bác sĩ kiểm tra xong thu hồi ống nghe bệnh Khôi phục rất khá, chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn là được. Hà Vĩnh Thanh thở phào nhẹ nhõm, thì nhưng còn có chút lo lắng. Hay là ba sắp xếp con đến bệnh viện lớn kiểm tra xem, bệnh viện nhỏ thế này không có bài bản. Lâm Hạo Sơ nằm trên giường, bởi vì vừa tỉnh lại không bao lâu, tiếng nói còn có chút khàn khàn. Không cần đâu, tôi rất khỏe. Hà Vĩnh Thanh ngồi xuống sofa cạnh giường anh, gõ cây gậy ba tong trầm ngâm một hồi. Hạo Sơ, Mộc Hủy nó... Tôi biết. Lâm Hạo Sơ nhìn Hà Vịnh Thanh, trên mặt là sự biểu hiện rất bình tĩnh. Tôi đã sớm đoán được em ấy sẽ như vậy. Chỉ là bất quá, dù cẩn thận mấy cũng có sơ sót xảy ra chuyện. Hà Vịnh Thanh hơi kinh ngạc. Con là nói, con biết nó sẽ đối xử với con bất lợi. Lâm Hảo Sơ cười cười. Khi thấy được ánh mắt của em ấy nhìn tôi là có thể đoán được thái độ thù địch của em ấy rồi chút thủ đoạn của con bé này anh lại không rõ ràng lắm chỉ là cuối cùng vẫn không cẩn thận mắc phải hà vịnh thanh trầm mặc bỗng nhiên nghĩ đến cái gì ông trần trừ một hồi vẫn là mở miệng thế này hỷ lạc không thấy nữa lâm hạo sơ cao mày nhìn ông dường như vẫn chưa hiểu rõ ý tứ trong lời nói của ông hà vịnh thanh đem chuyện trước lễ tang cùng với việc hỷ lạc ở lại tìm anh nói hết cho anh lâm hạo sơ giật mình sửng sốt một lúc sau lập tức ngồi dậy chuẩn bị xuống giường hà vịnh thanh ngăn cản anh con làm cái gì bây giờ chính là đang đi tìm con cũng không biết con bé sẽ ở nơi nào mà lâm hạo sơ rất bình tĩnh giật tay anh lại vậy cũng không thể không làm gì tôi không thể lại ở nguyên một chỗ chờ cô ấy nữa cô ấy vì tôi mà đã làm quá nhiều cho dù là một bước tôi cũng muốn vì cô ấy mà bước nếu như phân chia trong tình yêu này anh thua, bởi vì hỷ lạc, một người đã từng làm rất nhiều, chỉ ít bây giờ, anh cũng muốn về cuộc tình này là một điều gì đó, không phải tiếp thu, mà là dành cho. Hà Vịnh Thanh không ngăn anh nữa, chuẩn bị xe cho anh. Lâm Hảo Sơ xuất phát ngay trong đêm. Điện thoại di động hỷ lạc không gọi được, hẳn là ở nơi tín hiệu yếu. Lâm Hạo Sơ lái xe, chung quanh trông ngóng, cuối cùng dừng ở bìa rừng cách chỗ tai nạn xe gần nhất, anh vừa tiến vào trong, vừa quan sát vị trí mặt trăng. Tia sáng mờ mờ từ điện thoại di động không phải rất rõ ràng. Lâm Hạo Sơ lấy ra một con dao đa năng thụy sĩ, theo ánh sáng từ chiếc di động khắc lên thân cây dọc đường. Cây cối rậm rạp như vậy, càng đi vào sâu bên trong càng không phân biệt rõ ràng phương hướng. Anh nhất định phải đảm bảo còn có thể theo đường cũ trở về. Anh vừa đi vừa gọi tên Hỷ Lạc rừng cây vào ban đêm, tiếng lá cây cọ sát xào sạc và tiếng gió thổi âm trầm. Âm thanh của anh trong rừng cây vô cùng rõ ràng, làm kinh động từng đàn chim đang đậu bay đi. Đi không biết bao nhiêu lâu, chân hạo sơ bắt đầu phát đau. Anh chống vào thân cây đứng một lát, thở hồn hển quan sát cánh rừng phía trước sâu không thấy đáy. Giống như là một mạng lưới quỷ dị. Hỷ lạc ôm chân co rút trong góc cây, ánh lửa bắt đầu từ từ yếu đi. Đi cả ngày đường, bây giờ bắt đầu vừa mệt vừa đói. Cô mở ba lô lấy một bình nước để uống. Láng máng dường như có thể nghe được âm thanh gì đó. Cô ngừng thở trong chú lắng nghe. Âm thanh đó dường như là của ai đó đang gọi cô. Lâm Hạo Sơ vừa cố sức hạt bỏ những nhánh cây lộn xộn phía trước, vừa đi vào trong. Khi ánh trăng thỉnh thoảng băng qua tầng mây có thể soi sáng quang cảnh phía trước, nhưng vẫn tăm tối không rõ ràng. Anh hơi sốt ruột, không dám tưởng tượng hỷ lạc nếu như một mình ở bên trong. Bây giờ không biết sợ hãi bao nhiêu. Hỷ lạc, tần hỷ lạc. Âm thanh của Lâm Hạo Sơ trong rừng cây xuyên qua tầng tầng lớp lớp lá cây dày đặc. Sống lưng hỷ lạc cứng đờ, đột nhiên đứng dậy. Cô có đang nằm mơ hay không? Hình như nghe được tiếng nói của Lâm Hạo Sơ. Âm thanh đó, cách càng ngày càng gần, hình như phía bên trái cách đó không xa, tim hỷ lạc đập thình thịch. Cô có chút kích động, lại có chút muốn khóc, giọng nói run run. Lâm Hạo Sơ, em ở chỗ này. Lâm Hạo Sơ đứng lại xác định, vừa nãy là tiếng của hỷ lạc sao? Anh cẩn thận lắng nghe nơi phát ra âm thanh, sâu trong cánh rừng tối tăm bên trái, hình như thấp thoáng có đốm sáng. Anh theo tia sáng đó đi đến. Hỷ lạc là em phải không? là... là em. Hỷ lạc căng thẳng nhìn bóng dáng cách mình còn vài mét. Anh từng bước hướng mình mà đi tới, băng qua những chướng ngại vật, vượt qua lớp lớp bụi gai. Hỷ lạc bỗng nhiên cảm thấy khoảnh khắc này cái gì cũng không sợ nữa. Anh còn chưa đến gần thì cô chạy nhanh về phía anh, dùng sức nhảy lên trên người anh, ôm lấy cần cổ anh. Hai chân vòng qua bên hông siết chặt. Lâm hạo sơ bị cô giống như gấu cô loa đeo lên người, thình lình xảy ra xung lực khiến anh không đứng vững, lảo đảo về phía sau. Cố sức ôm chặt cô, ánh lửa trước mặt chiếu vào làm viền mắt của anh hơi nóng lên. Anh cười. Thực sự là ngốc ngách. Em không thể thành thật dừng lại để anh đi về phía em sao? Vì sao lần nào đều là em chạy về phía anh? Anh cũng muốn một lần đi về phía em. Hỷ lạc rơi lệ đầy mặt, hung hăng cắn anh một cái. Lâm Hạo Sơ, Em ghét anh, em ghét anh, ghét anh. Chán Lâm Hạo Sơ chạm chán của cô, trong lòng một mảng mềm mại. Ngốc nghếch, anh yêu em mà. Hỷ lạc đeo trên người anh, nghe được anh nói toàn bộ cơ thể đều cứng ngắc. Lâm Hạo Sơ vỗ vỗ lưng cô. Này, ôm đã chưa? Chân anh chịu không nổi rồi. Hỷ lạc vội vã nhảy xuống, trên mặt còn vương vài giọt nước mắt. Cô chừng mắt nhìn. Anh vừa nói cái gì vậy? Lâm Hạo Sơ nhíu nhíu mày. Chân anh chịu không nổi. Không phải vậy, trước đó cơ. Lâm Hạo Sơ hình như nghĩ nghĩ, phun ra bốn chữ yếu ớt. Không nhớ rõ nữa. Lâm Hạo Sơ, lặp lại lần nữa anh sẽ chết à? Nào có ai thông báo, chỉ có một lần đâu. Hỷ lạc chống nạnh giống to hơn. Lâm Hạo Sơ cầm lấy ba lô của cô, ôm vai cô. Đi thôi. Hỷ lạc không bằng lòng. Lưu manh, theo đuổi thì theo phân nửa Bày tỏ thì bày một lần Tôi làm sao mà xui dẻo như vậy chứ Nói là được ghi lại là nữ chính đáng thương nhất trong ngôn tình Lâm Hạo Sơ trong mắt đầy ý cười Nắm tay cô đi về phía trước Hỷ lạc vẫy tay anh ra Lầm bầm lầu bầu nói làm nhảm Anh yêu em, Tần Hỷ lạc Lâm Hạo Sơ đưa lưng về phía cô Đột nhiên nói một câu Hỷ lạc sửng sốt một hồi Sau đó cong khóe mắt cười Cô nhùm dậy nhảy lên lưng anh cắn vành tay anh. Trông gia nhà mình, quả là thất thường nhất. Tần Hỷ Lạc, em nhảy xuống cho anh. Không xuống. Xuống hay không? Không. Bà xã. Ừ. Đi xuống. Ờ. Ông xã. Ừ. Anh gọi bà xã một lần nữa đi. Ông xã. Ông xã. Bệnh tình của Hà Vịnh Thanh bắt đầu trở nặng. Lâm Hạo Sơ Thủy chung không mở miệng gọi ông một tiếng ba. Không phải trong lòng còn oán hận. Cũng không phải vì khúc mắc cái chân bị thương của mình, mà là nghĩ đến những người đồng đội còn trẻ kia, thế nào cũng không mở miệng nổi. Hà Vịnh Thanh, ra đi tinh thần ông rất tốt, biết đâu đây chính là hồi quang phản chiếu mà các cụ hay nói. Ngồi trên xe lăn, được Lâm Hạo Sơ đẩy ra ngoài hàng hiên phơi nắng, trên đùi đắp một tấm chăn bông, Ánh nắng buổi sáng vẫn còn hơi trói mắt. Hà Vĩnh Thanh nhìn bầu trời đến ngây ngẩn, nhỏ giọng nói rằng Ba đúng là vẫn còn nợ con nhiều lắm. Con chưa trả hết. Lâm Hạo Sơ ngồi trên ghế bên cạnh ông, nghiêng mặt thì thấy được tóc mai của ông đã bạc một nửa. Anh rũ mi mắt khẽ nói Thứ nợ tôi, tôi không cần nữa. Thứ nợ bà ấy, ông phải trả lại cho bà ấy. Hà Vĩnh Thanh cục đầu xuống cười cười, bà ấy đã chấp nhất nửa cuộc đời ba cũng không trả nổi nữa sau này đối với bà ấy tốt một chút lâm hạo sơ thở hát ra nhìn hà vịnh thanh cong lên khóe môi cười cười được những thứ nợ mẹ con con ba sợ là không còn cơ hội để trả nữa trước khi đi nhưng cái gì cũng không để lại cho con hà vịnh thanh mệt mỏi dựa vào lưng ghế xe lăn tiếng nói dần dần nhỏ những thứ của ba còn vẫn là thấy ghê tởm không cần lòng lâm hạo sơ dâng nỗi chua xót không phải như vậy mộc hủy em ấy thích hợp hơn thôi được trước đây ba vẫn tin chắc truyền nam không truyền nữ bây giờ thấy mộc hủy tính tình của nó dường như thích hợp tiếp nhận hà thị hơn nhìn ông như ngọn nến dần dần cạn hết trong lòng lâm hạo sơ không đau lòng là không có khả năng anh đi qua ngồi xổm trước mặt ông. Ban công gió lớn quá, hay quay về phòng đi. Hà Vịnh Thanh lắc đầu. Để ba nhìn lần nữa, nhìn vầng thái dương bên kia, rời xa Trung Quốc nhiều năm như vậy. Lúc gần đi mới phát hiện đang ở nơi đất khách tha hương. Bên người thậm chí ngay cả một người bạn cũng không có. Tính kế nửa cuộc đời, lúc đi vẫn là cái gì cũng không có. Lâm Hạo Sơ yên lặng ngồi xổm trước mặt ông, cầm tay ông bàn tay cằn cỗi chỉ có chút cảm giác ấm áp không rõ ràng lắm người đàn ông này là ba ruột của anh lần đầu tiên cầm tay ông lâm Hạo sơ cúi đầu cẩn thận nhìn bàn tay của ông những đường vân tay mất trật tự này đều rất sống của anh anh nhắm mắt dần dần cảm nhận được nhiệt độ cơ thể bắt đầu lạnh đi tay anh bao phủ lấy tay hà vịnh thanh run rẩy ba ơi con xin lỗi ba nếu mắt lâm hảo sơ đọng trên bàn tay có phần cằn cội ấy. Nước mắt Lâm hảo sơ động trên bàn tay có phần cằn cội ấy. Từ ba kia cứ trong cổ họng thế nào cũng không nói ra được. Hậu sự của Hà Vịnh Thanh xử lý rất nhanh. Hà gia đại nghiệp đại. Lâm Hạo Sơ từ chối 50% cổ phần của Hà Thị. Tài sản trên danh nghĩa của Hà Vịnh Thanh anh cũng không nhận. Hà Vịnh Thanh trước khi đi lập một quỹ từ thiện khổng lồ là theo danh nghĩa của Lâm Hạo Sơ quyên góp cho tổ chức y tế Điểm này ngược lại khiến cho Lâm Hạo Sơ hơi bất ngờ. Sự việc đến bây giờ người cũng đã mất rồi. Những khúc mắc không rõ ràng trong lòng cũng đều tan thành mây khói. Một đêm trước khi rời khỏi Hà Gia, Hỷ Lạc tỉnh lại thấy Lâm Hạo Sơ một mình ngồi ở sofa hút thuốc. Bóng lưng thoạt nhìn rất cô quạnh. Hỷ Lạc ngược khẽ khẽ thở dài trong lòng. Chống chọi cực khổ nhiều ngày như vậy. Trong lòng anh vẫn là không ra khỏi được cánh cửa của mình. Hỷ Lạc đi qua ngồi bên cạnh anh, cầm mẫu thuốc trong tay anh dập tắt, gạt tàn đã đầy một lớp đầu thuốc lá. Xem ra, anh đã ngồi rất lâu. Ngủ không được sao? Mặt lâm hạo sơ chìm trong màn đêm, anh xoa xoa gương mặt, âm thanh khàn khàn. Có phải anh quá tuyệt tình hay không? Đến cuối cùng vẫn không gọi ông ấy một tiếng. Ông ấy hẳn là đã hiểu rõ, anh đã tha thứ cho ông. Hỷ lạc an ủi anh, lâm hạo sơ không có nói nữa. Tay anh ôm chặt hỷ lạc, vùi đầu vào hõm cổ cô. Hỷ lạc cảm giác được hõm cổ thấm ướt. Cánh tay nắm thật chặt. Hà Vịnh Thanh có làm nhiều chuyện xấu. Ông ấy ở trong lòng anh, trung quy là ba ruột. Sự ra đi của ông đối với Lâm Hạo Sơ mà nói vẫn là sự kích động sâu sắc. Khi nằm lại trên giường, Lâm Hạo Sơ dường như rất thiếu cảm giác an toàn. Nguyên cả đêm đều cuốn lấy Hỷ lạc, không ngừng đòi hỏi. Hỷ lạc có chút mệt. Ngày tiếp theo còn phải lên máy bay thế nhưng lại không đành lòng từ chối anh lăn qua lăn lại cả đêm hai người hầu như đều không thể ngủ lúc rời khỏi Seattle là hà mộc hủy tiễn bằng phi cơ trong khoảng thời gian này cô đều bận bịu công việc của hà thị con gái trẻ tuổi một tay chống đỡ cơ nghiệp to lớn như vậy quả là không dễ dàng tôi muốn biết anh rõ ràng biết tôi hãm hại anh vì sao còn muốn cùng tôi đi mỹ hà mộc hủy cuối cùng vẫn không thể nhịn được mà mở miệng hỏi Lâm Hạo Sơ nghĩ nghĩ trên mặt rất bình tĩnh, bởi vì anh muốn tin tưởng em một lần. Hà Mộc Hủy trong lòng run lên lập tức cười khổ. Cuối cùng tôi vẫn là khiến anh thất vọng rồi. Lâm Hạo Sơ thở một hơi thật mạnh vỗ vỗ vai cô. Nếu như em thật muốn xếp đặt anh vào chỗ chết, anh nghĩ anh bây giờ căn bản không có cách nào đứng ở đây rồi. Em vẫn là không đủ nhận tâm. Hà Mộc Hủy nhẹ nhàng nở nụ cười tốt hơn chúng ta sau này trở thành bạn bè mà không phải đối thủ lâm hạo sơ cúi đầu cười cười chúng ta là người nhà mà người nhà hà mộc hủy nhỏ giọng lập lại một lần nữa người nhà khái niệm này rất mơ hồ ba chưa dạy qua mẹ cũng không cho cô biết trong thế giới của cô hai chữ này rất mơ hồ sau này nếu như có thể đừng nên làm chuyện trái pháp luật nữa vì mình mà suy nghĩ nhiều hơn một chút con gái nên kiếm người yêu mình là quan trọng nhất. Lâm Hạo Sơ nhìn đứa em gái cùng cha khác mẹ của mình, bỗng nhiên xác thử có loại cảm giác làm anh trai. Tựa như anh đối với chị dâu. Hà Mộc Hủy giảo hoạt nháy mắt mấy cái. Lâm Hạo Sơ nhìn hỉ lạc ngồi cách đó không xa, trên mặt bất giác cong môi mỉm cười. Không, bọn anh trong lúc đó cô ấy yêu anh nhiều hơn. Nhưng mà sau này anh phải nỗ lực yêu cô ấy nhiều hơn. Hà Mộc Hủy xoa xoa cánh tay. Này anh anh ở trước mặt một đứa cô đơn lẻ loi như em đừng có diễn tình cảm thâm sâu được không lâm hạo sơ nhìn đồng hồ <laughs> thôi bọn anh phải đi rồi hà mộc hủy nhìn người đàn ông trước mắt trong lòng thấy ấm áp anh vì sao không tiếp nhận di sản của ba lâm hạo sơ trầm mặc hồi lâu chậm rãi nói rằng nơi đó có máu tươi của đồng đội anh anh làm không được hà mộc hủy làm như đã nghe hiểu lại làm như không có nghe hiểu Lâm Hạo Sơ cong khóe môi cười khẽ. Bảo trọng nhé. Máy bay vẫn chưa cất cánh. Sắp xếp xong mọi thứ, hỉ là cối đầu lên vai anh ngủ bù. Lâm Hạo Sơ cầm tờ báo xem đến xuất thần. Hỷ Lạc bỗng nhiên đột ngột đứng dậy, liền đụng phải cầm của Lâm Hạo Sơ. Lâm Hạo Sơ cắn răng giít vài chữ. Tần Hỷ Lạc, em lại động kinh gì đấy? Hỷ Lạc trừng mắt nhìn, âm thanh nhỏ dần. Lâm Hạo Sơ, ngày hôm nay là ngày 15, Lâm Hạo Sơ nhìn Hỷ Lạc, Hỷ Lạc bị anh nhìn có chút sợ hãi, tay vòng qua cánh tay anh. Này, anh không sao đấy chứ. Lâm Hạo Sơ bỗng nhiên xì một tiếng cười ra. Anh một tay kéo cô vào trong lòng. Ngọc qua, anh đã khỏe rồi. Nếu không em cho rằng hai năm ở Paris thì anh đang làm gì? Hỷ Lạc ngẩn ra ngẩng đầu nhìn anh, chỉ là với góc độ từ dưới nhìn lên như vậy cũng cảm nhận được vẻ đẹp đến rối tinh rối mù của anh. Hỷ lạc nhau mắt cười Ông xã à Em cảm ơn anh Cảm ơn anh vì đã làm tất cả Lâm Hạo Sơ đón nhận nét mặt tươi cười của cô Véo véo cầm cô Đứa ngốc Anh mới phải cảm ơn em chứ Cảm ơn em Khi đó đã can đảm yêu anh Buổi sáng 7 giờ Hỷ lạc cứ đúng giờ là bị đồng hồ báo thức đánh thức Với tay tắt chuông Cô bực bội đá người bên cạnh Sao lại trống không thế này Hỷ lạc rụi rụi mắt, đang nhập nhèm ngái ngủ, nghiến răng nghiến lợi, đi đến phòng ngủ của con trai. Đẩy cửa ra xem, quả nhiên, Lâm Hạo Sơ ôm thằng bé cuộn tròn trong chiếc giường nhỏ ngủ quên trời trăng mây đất. Anh một mét tám mấy, chân vậy mà cuốn đôi chân của thằng bé chung một chỗ. Thằng bé như con gấu, qua là, dính chặt vào người anh. Hỷ lạc nhắm mắt, nặn ra một nụ cười nhã nhặn nhấc chân đá chân của Lâm Hạo Sơ. Ông xã, Lâm hạo sơ nheo mắt nhìn cô Hở? Hỷ lạc ghé sát anh thêm tí nữa Ông Lâm, ngày hôm nay hình như đến lượt anh làm bữa sáng đấy Lâm hạo sơ hình như ra vẻ bừng tỉnh Phải không? Ngày hôm nay là thứ mấy rồi? Hỷ lạc dần xuống lửa giận Đang bừng bừng mọc lên Tân tình tốt mà nói Thứ bảy Lâm hạo sơ đưa tay xoa tóc hỷ lạc Ngoan, nếu em mà đã dậy rồi Thì đi nấu đi Đêm qua anh kể chuyện cổ tích cho con Còn chưa tỉnh ngủ đây này Hỷ lạc biết là sẽ như vậy Rốt cuộc diễn cũng không nổi nữa Hét lớn một tiếng Lâm Hạo Sơ Biết hôm nay anh phải dậy làm bữa sáng Tại sao cái chuông báo thức đặt ở trong vòng em Lâm Hạo Sơ ngoái ngoái lỗ tai Nhìn thằng bé đang vặn vẹo Không phải anh quên mà Có người nào một tuần bốn ngày đều quên không hả Hỷ lạc rất tức giận Đúng vậy, đồng hồ của Lâm Hạo Sơ định ra ra quy, mỗi hai tư sáu hỉ lạc làm bữa sáng, mỗi ba năm bảy chủ nhật anh làm. Thế nhưng ông Lâm lòng dạ quá hiểm độc đi, mỗi lần tới thứ ba năm bảy chủ nhật, hỉ lạc thế nào cũng bị chuông đồng hồ làm cho tỉnh ngủ. Hơn thế nữa, sau khi bị đánh thức nhất định sẽ không tìm được ông Lâm nào đó trên giường. Chờ đến khi hỉ lạc tìm được Lâm hạo sơ, ông Lâm sẽ tận tình khuyên bảo cô. Nếu em đã dậy rồi thì đi nấu đi. Hỷ lạc suy nghĩ bi thương, làm thế nào mà bị lâm hạo sơ lừa về một nhà một cách dễ dàng như vậy nếu trở về lúc ban đầu hồi đó mình tự chủ thêm một tí thì bây giờ đâu đến nỗi bị lép vế như thế chứ lâm hạo sơ tay ôm lấy cô bà xã em đang suy nghĩ gì thế Hỷ lạc chu miệng về mặt cầu xin lâm hạo sơ em ở trong nhà này còn địa vị nào không lâm hạo sơ kinh ngạc mở miệng đương nhiên là có địa vị rồi em là bà xã của anh là mẹ của con anh, đứng đầu cả nhà, địa vị rất cao. Cái hư vinh nho nhỏ trong lòng hỷ lạc trong phút chốc đạt được một ít thỏa mãn. Cô nháy mắt nhìn, thâm tình tràn ngập, nhìn Lâm Hạo Sơ. Lâm Hạo Sơ cũng thâm tình tràn ngập nhìn hỷ lạc. Anh nắm tay hỷ lạc. Cho nên bà xã, đi nấu cơm nhanh đi. Lâm Hạo Sơ, đi chết đi. Bạn nhỏ khả lạc năm nay sắp được 3 tuổi, hồi đó khi hỉ lạc quyết định gọi bé là khả lạc thì lâm hạo sơ chết sống không muốn nói một người là hỉ lạc một người là khả lạc có cần thêm thất hỉ nữa không vậy cả nhà đúng là thành tiệm bán nước ngọt rồi hỉ lạc hoàn toàn không thèm để ý khả lạc nhiều cô ca nha cuối cùng thật sự là không lay chuyển được bạn nhỏ hỉ lạc mà mang danh phụ nữ có thai lâm hạo sơ thỏa hiệp luôn khả lạc rất thích dính vào ba bởi vì lâm hạo sơ cái gì cũng biết sẽ chơi trò carter street cùng với bé còn sẽ mua rất nhiều mô hình dạy bé làm thế nào để tháo ra rồi lắp ráp lại còn kể cho bé rất nhiều chuyện trước đây khi anh còn là bộ đội đặc trùng khả lạc là bé trai đương nhiên đối với mấy thứ này cảm thấy rất hứng thú thế nhưng hỉ là không có thích ở nhà tv cô xem không được bởi vì hai cha con sẽ chuyển sang kênh quân sự gì gì đấy lâm hạo Sơ hoàn toàn dẫn bé theo vào trong doanh trại tán dóc không ai can thiệp Cô thấy hai cha con chơi đến nỗi hoàn toàn quên luôn có một người là cô. Trong lòng thương tâm. Con à, mẹ khát nước. Khả Lạc cũng không quay đầu lại nói. Khát thì uống nước đi. Mẹ thật ngốc, cái này cũng không biết. Hỷ là căm giận nhìn vong ân phụ nghĩa xoay người đối với cái người to xác phát động công kích. Ông xã, em mỏi vai quá. Lâm Hạo Sơ đang bận, chỉ Khả Lạc ghét tranh, đang ghét thật hưng phấn đi thuận miệng đáp mỗi một câu. Ừ, hỷ lạc phiền muộn, rốt cuộc trong cái nhà này có cần cô hay không? Cô đã quyết định cô phải mất tích một ngày để hai cha con này tự sinh tự diệt. Sau khi hạ quyết tâm thì gọi điện cho Giang Nhất Ninh. Khi cùng Giang Nhất Ninh đi dạo phố, hỷ lạc rất bi ai. Bởi vì cô phát hiện tuy rằng quyết định nhẫn tâm bỏ mặc hai cha con kia. Nhưng mà thực tế hành động không phải vậy. Nhìn xem cô mua những thứ gì đây này. Hoạt hình cho bé, đồ chơi trẻ em mà bé thích, quần áo cho bé cà và cho Lâm Hạo Sơ, quần áo cho Lâm Hạo Sơ, giày cho Lâm Hạo Sơ. Giang Nhất Ninh xem điện thoại di động, đã là cuộc gọi thứ bảy rồi. Cô ngại ngùng nhìn Hỷ Lạc cười cười. Hỷ Lạc này, chị phải về nhà gấp đây. Nếu không thì Ngô Tu Kỳ nhất định sẽ xông lại đây cho chị lôi về nhà đấy. Hỷ Lạc ngượng ngùng cười. Ờ, chị đi đi. Một lát nữa em cũng về nhà. Nhìn bóng lưng Giang Nhất Ninh đi xa, hỉ Lạc có các loại hâm mộ đố kỵ oán hận lẩn quẩn trong đầu. Cô cắn cắn, ống hút trà sữa, liếc mắt nhìn chiếc di động im đơ. Hai cha con này đúng là thiếu cô cũng không có phản ứng nào. Lâm Hạo Sơ vậy mà ngay cả tin nhắn cũng không có. Trong lòng hỉ là càn than vãn. Mình thật đúng là nữ chính bị chèn ép mà. Đi lanh quanh ở ngoài đường hơn nửa ngày, đến khi trời tối đen mới về nhà. Vừa vào cửa nhà còn chưa kịp đổi giày thì khả lạc đã nhào tới, ôm chân hỉ lạc. Ngước khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn cô Mẹ ơi Mẹ đã đi đâu đây Khả lạc nhớ mẹ quá Hỷ lạc ngược mềm nhũn Ngồi xổm xuống cạnh bé Đang dẩu môi trên mặt nhỏ bầu bĩnh Mẹ mua cho khả lạc nhiều thứ lắm nè Tại đây Xem mẹ mua cho con cái gì nào Cô ôm lấy bé đi đến sofa Hoàn toàn không nhìn Lâm Hảo Sơ Lâm Hảo Sơ cong khóe môi cười khẽ Đi theo ngồi ở sofa khả lạc cầm phim hoạt hình mà hỉ lạc vừa mua thật vui vẻ chui vào lòng hỉ lạc mẹ cùng con xem đi Hỷ lạc mỉm cười ôm chặt thằng bé cầm tựa trên mái tóc mềm của bé tại sao con dê này lại húc đầu vào cái này khả lạc chấp chấp mắt mẹ ơi nó là con dê lười mà nó nhìn thấy giống mẹ đấy hỉ lạc đầy vạch đen tóc của mẹ sao mà xấu xí thế khả lạc nghĩ nghĩ rồi chỉ vào mắt cô Thế nhưng mắt của mẹ cũng thật đẹp, thật sáng nhá. Hỷ lạc cong mắt cười rất hài lòng. Bảo bối biết dỗ mẹ vui vẻ này. Khả lạc và Lâm Hạo Sơ trao đổi ánh mắt. Khả lạc cọ cọ trong lòng cô. Mami, khả lạc có ngoan không? Ngoan chứ, khả lạc là ngoan nhất. Thế mẹ nấu món ngon ngon cho con ăn đi. Con với ba còn chưa được ăn nữa. Khả lạc chu cái miệng nhỏ nhắn, trọt ngón tay, làm ra bộ dạng tội nghiệp đáng thương. Hỉ lạc không nói gì nhìn Lâm Hạo Sơ, xem đi, thằng bé đều bị anh dạy biết giả dạng đáng thương thế này rồi cơ đấy. Kết quả chính là Hỉ lạc tốn nguyên một ngày, không thể làm cho lòng tự trọng của mình nhận được sự thỏa mãn. Với tình trạng đau khổ vì đi lòng vào ngoài chợ cả ngày mệt muốn chết, còn phải nấu cơm cho tổ tông. Buổi tối Hỉ lạc thoa mặt xong cũng không đếm xỉa Lâm Hạo Sơ, trực tiếp xốc chăn đưa lưng về phía anh nằm xuống ngủ. Lâm Hạo Sơ buông cuốn sách trong tay từ phía sau ôm lấy cô. Bà xã, Hỷ là không kiên nhẫn mà từ chối. Lan qua bên kia đi. Lâm Hạo Sơ cười vô cùng khoan khoái bên tai cô. Ế, dạ à? Biết em giận thì tự giác đi, ngoan ngoãn nằm xuống nhắm mắt ngủ. Tay Lâm Hạo Sơ trong chăn trực tiếp đến trước ngực cô, cơ thể hỉ lạc chợt run rẩy, âm thanh cũng thay đổi. Lâm Hạo Sơ, anh làm gì đấy? Lâm Hạo Sơ ngậm vành tay cô nhẹ nhàng liếm láp. Thì làm chuyện anh thích làm. Hỷ lạc xoay người nhìn anh, đôi mắt sắc đen như viên bảo thạch màu đen rực sáng, bàn tay dạo trên người cô nóng bỏng mà dịu dàng. Anh chở mình đè cô. Ngốc à, anh sao lại có thể rời xa em được? Không có em, cái gì anh cũng không làm được. Hỷ lạc hơi ngập ngừng mà oan ức. Thế nhưng trong mắt anh cũng không có em à? Lâm Hạo Sơ nhẹ nhàng cắn chóp mũi cô một chút. Con mình mà em cũng ghen rồi sao? Anh thương thằng bé bởi vì thằng bé là con chúng ta. Anh thương em bởi vì em là cả cuộc đời anh. Hỷ lạc nhấp môi, gương mặt hồng hồng. Lâm Hạo Sơ nhìn cô nằm phía dưới mình, trong lòng khẽ động cúi người hôn cô. Hỷ lạc, chúng ta sinh thêm bé gái đi. Như vậy nó sẽ giống em, dễ thương giống em, hiền lành giống như em ấy. Lâm Hảo Sơ sau khi ra ngoài trở về nhà thì phát hiện tần Hỷ là không bình thường. Trước đây sau khi tan sở thì sẽ thuận đường đón Khả Lạc về nhà. Nhưng dạo này luôn là Trung Tinh và Diệp Hồng thay phiên nhau đi đón thằng bé. Còn cô, ngay cả cái bóng cũng không thấy. Đón thằng bé về nhà, từ Lâm ra, mở cửa nhìn vô, vẫn là cả căn nhà tối tăm. Tâm tình của Lâm Hạo Sơ rốt cục cũng có tới giới hạn, muốn bùng nổ. Khả Lạc chu cái miệng nhỏ nhắn tỏ ý không vui. Mẹ không có ngoan, lúc nào trời tối cũng không chịu về nhà, ba đánh mông mẹ đi. Lâm Hảo sơ yêu chiều xoa xoa tóc con bé, móc điện thoại, cấp tóc, ấn số của Hỷ Lạc. Vẫn lại truyền đến tiếng thông báo điện thoại tắt máy, Hỷ Lạc ít khi tắt máy. Lâm Hạo Sơ nghi hoặc gọi một lần nữa, vẫn tắt máy. Lâm Hạo Sơ đen nửa mặt, cô vợ nhỏ nhà mình sẽ không ngoại tình chứ đem điện thoại vứt sang một bên, lại nhìn thằng bé nhíu nhíu nhăn cái chán nhỏ. Lâm Hạo Sơ ôm bé đi vào phòng tắm. cha là mẹ con có việc phải nán lại, khả lạc tắm trước, tắm rửa xong mẹ sẽ về nhà thôi. Tắm rửa cho con xong rồi kể chuyện cho con nghe nhé. Cho đến khi khả lạc ngủ rồi, phòng khách lại truyền đến âm thanh rục dịch. Lâm Hạo Sơ đắp chăn cho con xong xuôi, nhẹ nhàng đóng cửa. Hai tay khoanh ngực dựa trước cửa phòng ngủ, mắt lạnh nhìn vợ đang rón ra rón rén đi vào phòng khách. Phòng khách chỉ có ánh sáng từ ngọn đèn đặt ở trên đất. Hỷ lạc thay dép, xoa bóp cái eo mỏi nhừ, nâng váy đi đến phòng ngủ. Thình lình thấy Lâm Hạo Sơ đang đứng trên hành lang. Bị dọa giật mình. Anh làm gì vậy? Không gì tự nhiên giả làm hồn ma đằng sau lưng ấy. Hỷ lạc vỗ vỗ cái ngược bị dọa đến nỗi tim đập bình bịch. Lâm Hạo Sơ hừ một tiếng không biểu tình gì mà ngoắc ngón tay. Đi theo anh. Hỷ lạc dồn sức mà trợn mắt, vẫn là ngoan ngoãn đi theo ông xã nhà mình vào thư phòng. Mới vừa ngồi vào chỗ của mình, đã bị ngọn đèn trói mắt chiếu thẳng tới. Hỷ lạc phồng má, một tay xoay cái đèn bàn đang chiếu vào mình. Ông xã, cái kiểu thực thà được khoan hồng nhà chúng ta, sao mà giống đồng chí cảnh sát trong tivi thẩm tra phần tử tội phạm thế? Lâm Hảo Sơ cố nén cười mặt lạnh. Dạo này bận lắm sao, Hỷ lạc nghe anh nói như vậy, nghĩ đến cái eo bắt đầu nhức, gật đầu giống như gà con mổ thóc. Ừ, bận. Bận cái gì? Lâm Hạo Sơ liếc nhìn eo cô, vừa mới ấn ấn cái eo là có ý gì? Hỷ lạc ấp a ấp úng. Thật ra cũng không có gì đâu. Thấy mặt Lâm Hạo Sơ âm u, vội vàng cười ngượng ngập. Công ty tăng ca. Tăng ca? Lâm Hạo Sơ có chút suy nghĩ, nhìn nhìn cô, Vậy nghỉ ngơi sớm một chút đi Lòng hỷ lạc thầm vui Vội vã Ôm ông xã hôn chụt một cái Rồi đi vào phòng ngủ Kiếm đồ ngủ Lâm hạo sơ sờ sờ cái má bị hôn Cong khóe môi cười cười Là nói xạo sao Hỷ lạc ngâm vào bồn tắm nửa giờ mới chịu ra Thấy Lâm hạo sơ vẫn còn chưa ngủ Kiên nhẫn tựa đầu vào giường xem tivi Hỷ lạc thấy anh cười với mình Thì thấy tim mình hơi đập mạnh Mỹ Nam kế lại đến rồi, phải kháng cự, kháng cự. Trong lòng hỷ lạc âm thầm tự nhủ. Giữ bình tĩnh, ngồi ở bàn trang điểm bắt đầu xấy tóc. Từ trong gương thấy anh chậm chậm đi về phía mình. Anh mặc đồ ngủ bằng tơ tằm màu đen, xương quai xanh lúa mạch trong áo ngủ màu đen toát ra mùi vị khiêu gợi. Ngón tay lạnh lạnh của anh giữ tay cô, cúi người khẽ nói bên tai cô. Anh giúp em. Cầm lấy máy sấy, ngón tay nhẹ nhàng, lướt nhẹ qua tóc cô, gió thổi ấm áp trên tóc, cộng thêm động tác dịu dàng của anh. Trong lòng Hỷ Lạc cảm thấy ngưa ngứa. Hỷ Lạc ngẩng đầu nhìn anh trong gương, Lâm Hạo Sơ cũng đang nhìn cô từ trong gương. Ánh mắt hai người gặp nhau, ý cười Lâm Hạo Sơ thêm đậm. Bà xã, tóc em thật là dài. Ừ, tim Hỷ Lạc đập nhanh hơn. Mỗi khi Lâm Hạo Sơ gọi mình là bà xã, vẫn sẽ kìm không được mà mặt đỏ tim đập mà. Lẽ nào thật có câu nói người nào yêu trước người đó sẽ thua? Nghĩ vậy ánh mắt hỉ lạc lại xám xịt thêm vài phần. Lâm Hạo Sơ cũng chú ý đến sự thay đổi sắc mặt cô, ngồi xổm xuống, đem máy giấy tóc để trên tủ, tay nhẹ nhàng vén sợi tóc vướng trên khóe môi cô mà hôn. Bà xã, mệt à? Ừ. Hỉ lạc bị động tác của anh làm ngây ngốc một hồi. Tay Lâm Hạo Sơ kéo cô vào trong lòng, tay kia chậm chậm dao động bên hông cô, Vậy anh massage cho em nhé Hỷ lạc chỉ cảm giác được Từng ngón tay mềm mại của anh bên hông cô Mang theo một dòng điện tê dại Rất thoải mái Bắt đầu thiếp đi Lâm Hảo Sơ ôm cô đem cô đặt trên giường Ngón tay thon dài từng tấc di chuyển bên hông cô Vừa vạn kiểm soát lực đạo Hỷ lạc trong cơn buồn ngủ mông lung Cảm giác được trên người truyền đến một trận tê dại Cô bất an vặn vẹo Lâm Hảo Sơ đừng làm ồn Lâm hạo sơ nheo mắt, động tác trên tay không dừng lại Bờ môi lướt qua xương quai xanh của cô Một đường đi xuống Hỷ lạc chỉ cảm thấy cơ thể càng lúc càng nóng Lâm hạo sơ là người có tính cực kỳ nhẫn nại Về mặt này bao giờ cũng có thể khiến cô là người quẳng vũ khí đầu hàng trước tiên Bị anh khiêu khích đến khó chịu đột nhân hỷ lạc trợn mắt to Anh cứ thế mà xông vào Hỷ lạc chừng bộ mặt xấu xa của anh Lâm hạo sơ, anh đi ra Lâm Hạo Sơ chỉ cười không nói, nhấc hai chân cô lên, nâng toàn bộ cơ thể cô. Hỉ Lạc chỉ cảm thấy thắt lưng mỏi nhừ, cô hổn hển gào. Hỷ Lạc thấy Lâm Hạo Sơ không nói lời nào, không được tự nhiên mà nói. "Tụi mình kết hôn cũng đã 5 năm rồi, từ lúc bắt đầu là em yêu anh nhiều hơn, cho nên em muốn mình có sức hấp dẫn hơn một tí, bất luận là ngoại hình hay là thứ khác." Lời của cô còn chưa nói xong thì Lâm Hạo Sơ cúi đầu hung hăng hôn cô anh vuốt ve mặt cô nhẹ giọng nói xin lỗi là anh không cho em đủ cảm giác an toàn tình yêu của tụi mình anh đã chậm một bước thế nhưng không hề thua kém em hai tay hỉ lạc vòng vào cổ anh nhìn vào đôi đồng tử đen thẫm như màn đêm chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp những lời này đến bây giờ anh chưa từng nói qua không nói là bởi vì anh nghĩ em sẽ hiểu không ngờ đứa ngốc nhà mình thật tình nhiều năm thế mà không nhận ra Thấy hỷ lạc xị mặt ra Lâm Hảo Sơ nhẹ nhàng cắn mũi cô Vậy bây giờ làm sao đây Cái gì làm sao đây Hỷ lạc chấp chấp mắt không rõ ý tứ của anh Lâm Hạo Sơ hung hăng tiến vào cô, Hỉ Lạc hét nhỏ một tiếng, đại não vang lên một tiếng nổ tung. Lâm Hạo Sơ cái đồ lưu manh này lại dám vẫn dùng tư thế này tán dóc với mình. Hỉ Lạc không dám mở mắt lẩm bẩm. Vậy tiếp tục. Khi Lâm Hạo Sơ mơ mơ màng màng sắp tiếp đi, Hỉ lạc từ trong lồng ngực ngẩng đầu hỏi anh. Ông xã à, trước đây anh có thích ai không? Lâm Hạo Sơ nghĩ nghĩ mở nửa con mắt nhìn cô. Màn đêm đen như mực, nhưng anh dường như có thể thấy đôi mắt cô không ngừng lấp lánh sáng. Cánh tay Lâm Hạo Sơ kéo căng trong giọng nói mang một chút khàn. Có. Tim Hỉ lạc trầm xuống nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Là bác sĩ Giang sao? Lâm Hạo Sơ trầm ngâm một hồi khẽ cười ra tiếng. Rất nhiều năm trước đây Có một cô bé tóc đuôi ngựa Mặc váy bông trắng Cô bé ngoảnh đầu lại cười Làm anh nhớ mãi nụ cười ấy Khiến anh hơn 10 năm sau Ở ven đường vội vã chỉ thoáng nhìn liền nhớ đến cô bé Nhớ đến tên cô bé ấy Nếu như đây chính là thích Nếu như đây chính là sinh lòng thương yêu Vậy thì chính là em Tần Hỷ Lạc Hỷ Lạc há miệng thật to Hơn nửa ngày mới nén một câu Lâm Hạo Sơ Thì ra anh có hội chứng Lolita. Người nào đó đen đầy mặt chỉ biết cách suy nghĩ của cô vợ nhà mình không giống ai, nhéo cảnh báo một cái bên thắt lưng cô. Im miệng đi. Ông xã rành rành đã sớm động lòng như vậy rồi. Ông xã à, lúc đó hình như em mới có 7, 8 tuổi. Ông xã có phải anh khi thấy em đứng ở bên đường đã mưu tính làm sao để dụ em về nhà đúng không? Này ông xã, anh thật là hư quá đi nha. Tần Hỷ Lạc ngủ rất vui vẻ Phía sau là lồng ngực ấm áp của Lâm Hạo Sơ Lâm Hạo Sơ cong khóe môi cười nhẹ Khi đó chính là động tâm sao Anh không biết Nhưng mà cũng được Cô chưa từng buông tha cuộc tình này Có tính là số trời đã định không